Dạ, cảm tất cả. Dạ rồi, cảm tất cả. Cảm ơn. Dạ rồi, cảm tất cả. Cảm tất cả. Cảm tất cả. Về nhà nhé. Tôi nhớ tôi có nói với bà con một chuyện, đó là toàn bộ cái vũ trụ này, biết còn nhớ cái câu này không? Toàn bộ vũ trụ này, từ cái hạt cát, giọt nước cho đến mặt trăng, mặt trời, rồi thì là sông hồ, kinh rạch, hoa lá, cây cỏ, chim muông, con người, dinh thự, cửa phố xá, chợ búa, vân vân, thì tất cả nó đều nằm ở trong con số 18. À, con số 18 tức là 18 tức là 6, rồi 6 6 rồi 6 6 căn, 6 cảnh và 6 6 thức, thì ba cái này nó cộng lại nó thành ra là 18. Rồi tôi còn dùng cái hình ảnh là gia đình của thằng Tèo, quý vị còn nhớ không? Gia đình của thằng Tèo, tức là có nhiều lúc người ta nói đến vợ chồng và đứa con của thằng Tèo, nhưng có lúc người ta chỉ nói đến một thôi. Thì ở đây cũng vậy, có là cũng có trường hợp là Đức Phật ngài nói đến số 18, nhưng có lúc ngài nói số 12, nhưng có lúc ngài chỉ nói số 6. Bởi vì sao? Chỉ cần nói 6 cũng là ám chỉ 12 còn lại, vì không thể nào xứ nó đi một mà sáu căn đi một mình, không thể nào sáu cảnh nó đi một mình, và không thể nào mà có sáu thức nó đi một mình. Và hôm nay để bắt đầu cái bài giảng của cái chương là tất cả, tôi cũng xin nhắc quý vị một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng, quan trọng ghê lắm. Đó là xưa đến giờ đó mình cứ nói cảnh sắc, cảnh sắc á là cảnh của mắt, là đối tượng của thị giác. Nhưng mà mình quên một chuyện, đó là cảnh sắc, cái gì đó chỉ là cảnh sắc khi là đối tượng của mắt mà thôi. Thay vì cái câu định nghĩa hồi xưa đến giờ đó là cảnh sắc là cảnh của mắt, là đối tượng của thị giác, nhưng mà bữa nay mình học cái bài kinh này, mình phải sửa cái câu định nghĩa đó lại. Tôi nhắc lại, trước khi học bài kinh này ấy, thì mình hiểu cảnh sắc là cảnh của mắt, là đối tượng của thị giác, nhưng mà khi bắt đầu mình học bài kinh này thì mình phải sửa lại, cái gì đó chỉ là cảnh sắc khi là đối tượng của mắt mà thôi. Thí dụ như tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái ly nước nó chỉ là cảnh sắc khi nào mình lấy mắt mình nhìn nó, nhưng nếu mình nhắm mắt lại mà có ai nó mà búng búng cái móng tay vô trong cái ly mà nó đâm nát, thì lúc bấy giờ đó cái âm thanh đó nó chính là cảnh thinh. Lúc đó bây giờ mình biết tới cái ly qua cái âm thanh, cái vị nghe kịp không? Rồi cũng cái ly đó mà mình đưa mũi mình ngửi, thì lúc bây giờ cái ly đó nó thuộc về cảnh mùi. Rồi khi nào mình le cái lưỡi mình ra đó, thì lúc bây giờ đó mình là nó là cảnh vị. Mà khi nào mình lấy tay mình sờ nó đó, thì lúc bây giờ cái ly nó là cảnh xúc. Và khi nào mình không sờ, không nhìn, không ngửi, không liếm nó, mà mình chỉ suy nghĩ về nó, thì lúc bây giờ nó là cảnh pháp. Trong rồi có nghe kịp không? Cái này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là chỉ một trái me thôi nó cũng có thể là sáu cảnh. Chỉ một trái me, mình nhìn trái me là cảnh khác, mà trái me nó rớt xuống bên cạnh mình là nó là cảnh thinh. Mình ngửi cái trái me nó là cảnh khí, mà mình ăn cái trái me nó là cảnh cảnh vị, mà mình sờ bóp cái trái me nó coi nó dốt chưa đó thì đó là cảnh xúc. Rồi bây giờ hiện giờ đó là bản thân chúng tôi và quý vị đều không có me trước mắt, mà mình chỉ nhắc về trái me đó thôi. Thì lúc bây giờ me trái me nó thuộc về cảnh cảnh pháp, nhớ nha, cái này quan trọng.
Và trong bài kinh này Đức Phật có một cách mô tả cái bản chất của thế giới rất là độc đáo. Này các tỳ kheo, ta sẽ nói cho các ngươi nghe về cái chữ tất cả. Tất cả ở đây là gì? Tất cả ở đây là gì? À, cái ngày mới định nghĩa. Ngày định nghĩa chữ tất cả trong cái trường hợp này. Thế nào là tất cả? Mắt và các sắc. Nói chung là ở đây là ngài nói đó là toàn bộ thế giới này nằm trong con số 12, 6 căn và 6 cảnh. Đó, đây là một cách nói rất là gọn mà ngài mô tả toàn bộ cái gọi là bản chất rốt ráo nhất của thế giới, bản chất rốt ráo nhất. Tức là thay vì ngài nói một cái bài pháp thật là dài, không cần, ngài chỉ nói rằng hôm nay ta sẽ vẽ cho các ngươi thấy toàn bộ cái gọi là diện mạo và bản chất của thế giới. Nghe một cái đề rất là dễ sợ, nghe một cái đề rất là dễ sợ. Nhưng mà ngay sau đó ngài nói rằng toàn cái gọi là toàn bộ thế giới đó, cái gọi là toàn bộ hay là tất cả đó, nó chỉ nằm trong con số 12 này thôi. Rồi xong, xong rồi vậy. Cái đã chưa? Và cái đoạn số 4 ngài nói rằng chỉ có một cách nói này thôi. Thế giới này chỉ quẩn quanh cái chừng đó thôi. Ai mà nói khác đi, nói người đó là vọng ngữ. Ai mà nói khác đi là vọng ngữ. Và cái khả năng phân tích thế giới này chỉ có bị chánh đẳng cảnh giác mà thôi. Vì sao? Là vì cái cặp mắt của ngài, cái mắt tuệ của ngài, cái huệ nhãn của ngài, cái pháp nhãn của ngài, ngài nhìn thấy vô lượng vũ trụ trong ba đời mười phương. Ngài có đủ tư cách để ngài xác nhận rằng cái gọi là thế giới, cái gọi là vũ trụ, cái gọi là sự sinh tử, cái gọi là sự hiện hữu, nó chỉ có chừng đó thôi. Tôi ví dụ nha, nếu như hôm nay mà có ngài Anuruddha đệ nhất thiên nhãn mà ngài tuyên bố cái này, thì có người hỏi ngài thế này: xin thưa tôn giả, vậy chứ vì sao mà tôn giả dám tuyên bố là thế giới này nó chỉ có chừng đó? Thì ngay cả ngày Anuruddha đệ nhất thiên nhãn, ngài cũng trả lời thế này: với thiên nhãn, người ta có thể nhìn thấy 1000 cái thế giới giống như người ta nhìn thấy một cái nắm trái sung trong lòng bàn tay. Nhưng là ta hỏi biết đâu bên ngoài cái 1000 mà ngài thấy, bên ngoài cái 10000 mà ngài thấy, bên ngoài cái 1 triệu vũ trụ mà ngài thấy, bên ngoài 1 tỷ vũ trụ mà ngài thấy, nó còn có cái khác nữa hay sao? Thì dĩ nhiên ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà phải nói khi người ta hỏi tới đó thì cái vị thinh văn biết là người đã bắt bẻ mình, biết chứ, biết. Nhưng mà vị này phải nhìn nhận là đúng, ngoài 1 tỷ thế giới ta không thấy nữa. Nhưng mà riêng vị chánh đẳng giác thì không. Riêng về chánh đẳng giác, khi mà ngài tuyên bố cái gì đó thì đó là cái tuyên bố của một cái bậc toàn giác, một cái thấy không có bờ mé ngăn che, không có. Ngài muốn nhìn thấy cái gì ngài thấy. Văn văn ta tha cà tô bà cha na tí, văn văn ta tha cà tô a căn hà tí, thì tăng tăng ta tha cà tô bà cha na tí. Đức Như Lai nghĩ đến cái gì, muốn biết cái gì thì Đức Như Lai lập tức biết ngay cái đó. Đó là lý do tại sao Như Lai được gọi là Như Lai. Nhớ các bạn, chú giải nó rất là quan trọng, nhớ nha. Cho nên là ngài nói rằng là chỉ có vậy thôi, toàn bộ thế giới là chỉ, tức là cái cách tuyên bố đầu tiên của ngài đã là một cái cách lật cái mặt nạ của vũ trụ này, toàn bộ cái tham chấp của chúng sinh nhé, là ngài đã phá nát rồi. Nhưng mà cái đoạn tiếp theo đó ngài xác định là phải nói như vậy, không thể nói khác, nhớ nha. Thì ở đây ngài nói, ở trong chú giải mới nói thế này: cái chữ sắp bá đây là sắp bá chỉ cho cái gì? Thứ nhất, chữ sắp bá này có nghĩa là tất cả 12 xứ, trọn vẹn 12 xứ. Sắp bá có nghĩa là không có sót cái gì hết ở trong. Ở đây nghe chú giải có nhắc tới bài kinh căn bản pháp môn trung bộ kinh,
nhắc đến 24 cái ngộ nhận của phàm phu. Cái chữ sách bá này nó có chỉ cho bốn ý nghĩa, mà ý nghĩa đầu tiên đó thì ngài dạy rằng đó là cái chữ 12 xứ này là gốc của tất cả các pháp trên đời. 12 xứ này là gốc của tất cả các pháp trên đời. Rồi cái gì nữa? Là gốc của tất cả hí luận tà kiến. Rồi cái gì nữa? Cũng là con đường dẫn đến giải thoát khi được nhận thức đúng đắn. Đó là nội dung của bài kinh Cần Bảo Pháp Môn. Ở trong đó ngài dạy rằng, tôi nhắc lại, nội dung bài kinh Cần Bảo Pháp Môn là ngài nhắc đến 24 ngộ nhận của phàm phu. Đó, 16 xứ này mà tôi viết sao thành 16 xứ nát, 16 xứ này. Thì trong đó ngài nói rằng kẻ vô văn phàm phu, người không có biết pháp bậc thánh, không nghe được cái pháp của bậc chân nhân, thì người đó luôn sống trong ngộ nhận thấy, người đó luôn luôn thấy trong đất nước lửa gió có tôi, và trong tôi có đất nước lửa gió. Người đó thấy trong tâm thức có tôi, và trong tôi có cái gọi là tâm thức. Có nghĩa là người đó quán chiếu danh và sắc, nhìn danh và sắc, tinh thần và vật chất. Người đó nhìn đâu cũng thấy cái tôi treo toàn ten ở đó, và họ nhìn cái gì họ cũng nhìn từ cái góc độ là cái tôi. Thì góc độ là cái tôi. Và toàn bộ những cái tài kiến này, toàn bộ những cái hí luận tức là mấy cái mà bạn cãi tào lao là hí luận nha. Ba cái triết học, văn chương, thơ ca gì của mình đó thì được trong kinh gọi chung đó là hí luận. Những cái gì mà phàm phu bàn về bản chất thế giới, bản chất vũ trụ, bàn về vũ trụ thế giới, bàn về cái gọi là bản thể luận gì đó, thì tất cả những cái đó ở trong cái nhìn của Đức Phật chỉ là hí luận. Và ngài xác nhận rằng toàn bộ những cái nhận thức, những cái cảm nhận, những cái thấy, những cái hiểu, những cái lý luận, những cái suy tư, những cái trăn trở, những cái thao thức của phàm phu đó, thì gói gọn lại chỉ là quẩn quanh trong 12 xứ này thôi. Cho nên cái thứ nhất, chữ sắp ở đây này, các thị kheo ta sẽ giải cho các ngươi nghe về cái chữ tất cả. Thì chữ tất cả đầu tiên đó, nó có mang cái nghĩa mà chúng tôi vừa trình bày, nhớ nha. Ok. Rồi cái nghĩa thứ hai của sắp bá là gì? Cái nghĩa thứ hai của chữ tất cả đó là gì? Thì chữ này tôi nhắc lại, cái chữ sắp bá kia là tất cả. Thì cái nghĩa thứ nhất có nghĩa là ám chỉ nó là gốc của tất cả hí luận, của tất cả tài kiến, gốc của sanh tử. Khi mà 12 xứ là gốc của sinh tử, khi chúng không được nhận thức đúng, chúng là một niệm xứ để giải thoát sinh tử khi được nhận thức đúng đắn. Có hiểu không ta? Gọi là thánh hay phàm cũng chỉ là dựa trên cách nhận thức và cách sống qua 12 xứ. Yeah, được gọi là Phật, được gọi là thinh văn độc giác, được gọi là phàm, được gọi là thánh, được gọi là tỳ kheo, được gọi là cư sĩ, thì tất cả có dựa trên 12 xứ. Các vị nghĩ kỹ có phải vậy không? Về gác chân lên trán, nghĩ có đúng vậy không? Tức là bây giờ mình nói ông đó ông tỳ kheo đó, ông đó ông sư đó, thì cũng dựa trên 12 xứ. Mà nói rằng cái cô đó là cổ là cư sĩ, cổ là tín nữ, thì cũng dựa trên 12 xứ. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, cổ sống làm sao? Cổ mình thấy cổ tóc cổ dài nè là thấy thua rồi, thấy để tóc dài là thấy không phải ông sư rồi. Còn cái kia là mình thấy nó là cạo tóc mà mặt cô lấy miếng vải màu đó quấn lên là có cái bình bát, có y có bát đàng hoàng, mình đi đứng làm sao, nói năng làm sao, hành xử làm sao, thì mình nói cái đó là ông sư đó. Rồi từ trong cái đám ông sư đó mình mới lựa ông sư nè, còn đây là ông sư tào lao nè, ông sư phá giới nè. Thì tại sao mình biết như vậy? Mình cũng dựa vào 12 xứ. Rồi bây giờ mình nói Đức Phật
Ngài là bậc toàn tri diệu giác, Ngài là bậc chánh đẳng giác, tứ sanh từ phụ, thiên nhân chi đầu sư, cha lành của ba cõi ba đời mười phương, thì sao? Cũng dựa vào 12 xứ của Ngài thôi. Dựa vào 12 xứ. Cho nên là ở đây phải nhớ cái tất cả rồi. Cho nên anh nhớ định nghĩa này quan trọng nè. Định nghĩa thứ nhất, định nghĩa thứ nhất, ba đời mười phương vũ trụ thế giới ta bà này nó chỉ nằm trong con số 18, và con số 18 nó đôi khi được nói gọn thành con số 12 hoặc là số 6. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một vật gì đó được gọi là cảnh sắc khi nào nó là đối tượng của mắt, và nó rất có thể trở thành cảnh vị khi nó là đối tượng của vị giác, và nó sẽ trở thành cảnh xúc khi nó là đối tượng của xúc giác. Nhớ nha, đây là lý do tại sao toàn bộ vũ trụ này trong ba đời mười phương nó không nằm ngoài 12 xứ là như vậy đó. Từ cái ngọn núi Everest cho đến cái khe Marina sâu nhất 10 cây số ở dưới biển ha, rồi cho đến một hạt cát hay giọt nước, tất thảy đều nằm trong con số 12 này thôi. Nhớ nha. Cho nên thứ nhất là cái chữ tất cả là dựa vào cái ý nghĩa toàn bộ thế giới này, sanh tử hay giải thoát, phàm hay thánh, trong cái tinh thần của bài kinh Căn Bản Pháp Môn. Thứ hai là tất cả 12 xứ, tức nghĩa là thế giới này đó là nói tới xứ, nó chỉ có phân tích ra nó chỉ có 12 xứ. Cho nên cái nghĩa thứ nhất là sapa sapa, nghĩa thứ hai là a japana sapa, có nghĩa là 12 xứ, tất cả đều chỉ 12 xứ. Cái thứ ba, sakka sapa, có nghĩa là chỉ cho tự thân, tự thân có nghĩa là năm quận nha, tự thân nên anh chỉ cho năm quận, tự thân này anh chỉ cho năm quận. Giống như là thanh kiếm, sakka yadithi là thanh kiếm, chấp ngã đối với bản thân. Đó, thì toàn bộ cái gọi là bản thân của mỗi chúng sinh đó, thì được gọi là tất cả. Thế giới này không có chúng sanh thì không có gì hết. Cho nên cái chữ sắc bá đây nó bao gồm từng số phận con, từng số phận chúng sinh, từng trường hợp cá biệt trong chúng sinh nha. Chữ này nó dịch một cách thơ mộng, sắc ca giá là từng thân phận, từng cá nhân, từng trường hợp hiện hữu cá biệt. Chữ sắc ca giá ở đây nó phải hiểu cách thơ mộng, nó là từng thân phận. Chứ thân phận của Trịnh Công Sơn hay của Phạm Công Thiện thì nó cũng là sắc ca giá, nhớ nha. Sắc ca giá là từng thân phận buồn vui của mỗi thân người, của mỗi phận người thì nó cũng là sắc ca giá. Mà sắc ca giá đích thí có nghĩa là sự chấp ngã trong cái thân phận đó. Đây là niềm vui, đây là nỗi buồn của tôi, đây là nụ cười, đây là giọt lệ của tôi, đây là thiên đường của tôi, đây là địa ngục của tôi, đây là niết bàn của tôi, đây là sanh tử, đây là sự sanh tử của tôi, và đây là sự giải thoát của tôi, đây là sự bê bối của tôi, đây là sự thanh tịnh của tôi, đây là cái sự vô minh của tôi, và đây là trí tuệ của tôi. Thì trong trường hợp đó, khi mình nghĩ về mình, mình nghĩ về nhan sắc, nghĩ về quyền lực, nghĩ về trí tuệ, kiến thức, nghĩ về tâm tư, tình cảm, buồn vui, tốt xấu, thiện ác, thì tất cả những cái đó được gọi là suy tư về thân phận, và mình gắn chặt cái tôi vào trong cái thân phận đó, đó thì được gọi là thân, thân kiến. Thì việc tôi đùa không còn thân kiến nữa, nhớ nha. Rồi thì cái nghĩa thứ tư, thứ tư là bát đi sát, bát đi đề sát, bát đi sát sát bát. Thì cái bát đi sát ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Bát đi sát nó có nghĩa là nơi, nơi chốn, hay là xứ sở. Ở đây có nghĩa là aramana, có nghĩa là cảnh, hay là sở tri, hay là đối tượng, hay là cái bị biết. Nhớ nha, cái bát đi sát ở đây nó có nghĩa là nơi chốn xứ sở, mà nó cũng có nghĩa là cảnh, là sở tri, là đối tượng, là cái bị biết, là object. Object thì cái thế giới này có một cách nối rốt ráo, nó là cái bị biết cũng không sai. Các vị nghe kịp không? Toàn bộ thế giới chỉ là cái bị biết, có hiểu không ta? Cái sâu sắc của đạo Phật là gì?
là cái trong đạo Phật có rất là nhiều cái cách nói, có rất là nhiều cách phân tích về thế giới này, rất là khốc liệt, rất là rốt ráo mà vô cùng xác đáng. Thế giới này chỉ là cái bị biết thôi chứ chẳng là cái gì hết. Thí dụ như là ông A thì nói cái đó đẹp, thì cái đó trong mắt ông A nó là cũng là cái bị biết, mà ông B nói là cái đó xấu thì cái đó nó cũng là cái bị biết thôi chứ nó chẳng là cái gì ngoài ra. Mình gọi nó là đàn ông, là đàn bà, là già trẻ, nam phụ lão ấu thì cũng chỉ là cái biết thôi, cái đó là cái bị biết thôi, nó chẳng là cái gì hết. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái thế giới này có nhiều cách phân tích. Thì như hồi nãy Đức Thế Tôn này nói rằng là hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe về cái chữ tất cả. Tất cả là gì này các tỳ kheo? Cái mà gọi trên đời này là cái gì đi nữa nó cũng không nằm qua qua 12 xứ này hả? Nguyên một buổi giảng chỉ có chừng đó thôi, nguyên một buổi giảng Đức Thế Tôn chỉ nói có chừng đó thôi. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe về về cái chữ tất cả. Thí dụ như trong đời này mình nói là tất cả bà con, tất cả thánh chúng, tất cả động vật, tất cả con người, tất cả nhà cửa, tất cả phố xá, tất cả trăng sao, tung hoa lá, vũ trụ gì đó, thì Thế Tôn mà giải rằng tất cả đó là không nằm ngoài 12 sự. Tôi cho rằng đây là một cách nói không thể gọn hơn mà không thể đầy đủ hơn. Và phải nhận rằng cách nói này nè Thế Tôn, cái cách mà Đức Thế Tôn phân tích về danh sắc năm quẩn 12 xứ 18 giới về 4 đế, cái cách phân tích đó mới là cái cách phân tích dành cho một hành giả tu tập chánh niệm và trí tuệ. Còn cái cách phân tích về con người mà qua cái cách phân tích của khoa học thì cái cách đó nghe thì đã thiệt đó, nhưng mà cách phân tích đó nó không có dẫn đến, nó không có dẫn đến cái trí tuệ quán như là cái cách phân tích của chư Phật. Không phải ở đây tôi nói từ góc độ của người trong cuộc, của người trong nhà khác nhau, giống như mình đệ tử Phật, mình con Phật, mình lời thờ Phật, mình khen Phật cũng phải, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta cầm cuốn sách mà sinh vật lên, cái cuốn sách mà biology hay là cầm cuốn sách mà chemical về hóa học, mình cầm lên mình thấy họ cũng phân tích tan nát về về thế giới này, nhưng mà cái cách phân tích là nó không có làm cho mình, nó không có làm cho mình sáng cái đầu mình ra để mà mình tìm đến con đường giải thoát. Là vì sao vậy? Là vì cái cách phân tích của Thế Tôn nhân quả liền nhau. Khi Thế Tôn nói đến năm quẩn đời này có nghĩa là Thế Tôn ngầm nói đến năm quẩn quá khứ. Mà khi nói đến Thế Tôn nói quẩn đời này, Thế Tôn ngầm nhắc đến năm quẩn của đời sau. Năm quẩn đời này là quả của năm quẩn đời trước. Và nếu năm quẩn đời này không có chấm dứt được phiền não thì tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra năm quẩn đời sau. Khi Thế Tôn nói đến 12 xứ, Thế Tôn nói đến 6 căn, thì ngầm ý Thế Tôn nói rằng 6 căn này có là do 6 căn của đời, do 6 căn của đời trước không có tu. Do 6 căn đời trước không có tu cho nên mới có lục ái. Mà lục ái đời trước nó tạo ra cái lục căn đời này. Và nếu đời này trên cái nền tảng cái lục căn đời này mà mình không tiếp tục tu tập, mình không có tu tập mà mình lại tiếp tục đầu tư 6 ái, thì mình sẽ tiếp tục có 6 căn của đời sau. Các vị nghe rõ không? Cho nên cái cách phân tích của Thế Tôn nó độc đáo là chỗ nó độc đáo ở chỗ là ngài nói gọn cỡ nào đi nữa thì vẫn là con đường giải thoát nha. Nhớ cho đó. Rồi tiếp theo đây là Thế Tôn giảng về cái kinh Đoạn Tận, nhớ nha. Thì cái điều chữ Đoạn Tận đó mình hiểu theo cái nghĩa mà từ điển thì nó nặng lắm, nhưng mà giờ tôi diễn dịch theo cái nghĩa của mình bây giờ này các tỳ kheo. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe về cái chữ vất đi. Chữ vất đi. Vất đi, cái đó thì định nghĩa nghe nó mới đã. Tức là thay gì thì trong đời mình nghe biết nhiều lần mình nghe chữ vất đi, không như mình đi luyện rác nè, rồi cái xác chết, xác và xác thú nó chết thúi sình thì mình cũng đem đi mình luyện bỏ nè, cái gì mình không xài nữa mình cũng đem đi luyện bỏ nè, cái gì rác rưởi mình cũng đem đi luyện bỏ nè. Trên thế giới này toàn bộ đời sống của người nó chỉ có hai động từ thôi, ta chỉ có hai động từ quan trọng nhất, đó là cất giữ và liền bỏ. Các vị nghĩ là có đúng không? Toàn bộ thế giới này, đời sống của con người nó chỉ gồm có hai động từ thôi. Các vị cãi cho tới Tết tôi cũng cãi nữa. Mình từ điển mình mở ra nó rất nhiều động từ, nhưng bữa nào mà tôi buồn á, tôi nói thế giới này nó chỉ có hai động từ thôi, động từ cất giữ và liền bỏ. Nói vậy không có sai. Là bởi vì sao? Là cái việc tưởng tượng tôi đúng vậy hay không? Từ hồi nhỏ đó, mình ở trong bụng mẹ đó, là mình chỉ biết có cái nhào, cái cuốn rúng thôi. Ra khỏi bụng mẹ là mình biết cái gì?
ở đâu có sữa là mình ôm chặt cái đó, dầu đó là sữa mẹ hay là sữa mình chỉ biết cái đó. Còn cái gì ngoài ra đó mà đụng tới mình là mình đạp ra, mình khóc, mình từ chối, có đúng vậy không? À, nghĩ kỹ là có đúng không? Từ hồi nhỏ là mình đã xài hai động từ đó rồi. Cái gì mà trẫm thích thì trẫm ôm vô, ai mà đụng tới lấy ra là trẫm không chịu, trẫm khóc. À, mà cái nào mà trẫm quải rồi đó, trẫm chán rồi mà ai đưa vô là trẫm đẩy ra. Từ hồi nhỏ nó đã như vậy rồi nha. Cho nên cái chữ bài há đây, bài há ná đây ngày dịch là đoạn từ, nhưng mà tôi cố ý tôi diễn dịch lại một cái từ mà nó gần với mình, từ vứt đi hay là liền bỏ. Thì tại sao mà Đức Thế Tôn đem cái động từ này ra đây, là bởi vì ngài muốn đem một nửa thế giới này phân tích cho mình thấy. Ngài nói trên đời này người ta bỏ rác, người ta bỏ đồ cũ, người ta bỏ đủ thứ, nhưng mà có một cái mà ngài cho là cái quan trọng nhất, đó là gì? Đó là gì? Quan trọng nhất là gì? Đó là duyên khởi qua sáu căn, lý duyên khởi vẽ ra hành trình sinh tử của phàm phu trong vô số kiếp. Để đúng là tôi nói, mà tại sao cố ý tôi viết ra là bởi vì tôi muốn bà con nào mà gọi là nghển ngãn đó, thì trong lúc mà tôi đọc chậm nhìn thấm từ từ rồi nhìn chữ để mà hiểu. Và hành trình đó là một vòng tròn khép kín, là một và hành trình đó là một vòng tròn khép kín, nhưng chỉ cần phá vỡ một điểm nào đó trên vòng tròn thì con đường giải thoát được mở ra. Có nghe kịp không ta? Nghe kịp không? Cái bài kinh này nếu mà liếc qua thấy nó khô lắm, nhưng mà thơ vọng vô cùng. Nó thơ vọng vô cùng. Cái nội dung bài kinh này là gì? Đó là ngài nói về duyên khởi qua sáu căn. Duyên khởi là gì? Mắt. À, mắt rồi cảnh sắc rồi thích, ba cái ông này cộng lại đó nó mới làm nên cái gọi là nhãn xúc. Mà toàn bộ thế giới này nó có nhiều cách nói lắm. Toàn bộ thế giới này chỉ là sáu xúc. Mỗi xúc là căn, cảnh và thức gặp nhau. Từ sáu xúc có sáu thọ, từ sáu thọ có sáu ái, từ sáu ái có bốn thủ, từ bốn thủ có hai hữu, từ hai hữu có sanh lão tử sầu bi khổ ưu não. Các vị nghe kịp không? Cho nên mình mới đọc cái mình nói mắt này, cái thì kheo là cái cần phải vất đi. Mày nghe ổn sao kỳ ta? Không lẽ ngày kia mình tự hủy cặp mắt để mình mù à? Không, không phải. Hãy nghe tiếp đoạn khác. Là mình tu hành ở đây đó, mình bố thí trì giới ha, mình lạy Phật, mình nghe Pháp, mình phục vụ ha, mình làm đủ công đức hết đó. Để chi? Để vung bồi cái ba la mật. Rồi để chi nữa? Khi ba la mật mà nó vuông tròn rồi đó, một là mình có thể tự ngộ thành Phật, thành độc giác. Nếu không thì mình phải nhờ một vị Phật nào đó độ cho mình ha. Thì như vậy thì mục đích chính của những cái việc thiện mà mình làm mỗi ngày có phải là mình cầu giải thoát hay không? Mà giải thoát là gì? Giải thoát nghĩa là không còn sanh tử nữa. Mà không còn sanh tử đây có nghĩa là mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, đúng không? Chứ còn gì nữa. Cho nên nó có một cái câu rất là hay. Đó là một cái câu chuyện đùa tôi mới nghe hôm bữa chủ nhật này nè. Là có hai bé nó
nói chuyện với nhau. Thì thằng bé nó nói tao đau bụng quá. Thì thằng kia nó hỏi gì chứ mày biết tại sao mày đau bụng không? Thì thằng kia nó nói tao nghe má nói chắc tại vì tao ăn là bậy. Thì cái thằng kia nó nói tao không nghĩ gì. Mày cứ lâu lâu mày đau bụng mà nói lần nào mày cũng ăn bậy à. Tao nghĩ có một lý do duy nhất là mày bị đau bụng thôi. Thằng kia hỏi lý do gì, nó tại vì mày có cái bụng. Đó là câu nói của con nít. Nhưng mà phải nói đó, đó là câu nói rất là Phật giáo, rất là Phật giáo. Có nghĩa là tất cả những cái tôn giáo tu hành trong đời này á, những hệ thống triết lý, triết học, tư tưởng là người ta giải quyết toàn cái ngọn không thôi. Thí dụ như đau bụng là sao, thì thí dụ như sanh tử là sao, thì người ta coi cái sanh tử luân hồi nó giống như cái chứng đau bụng vậy đó. Có nghĩa là đau bụng có nghĩa là do mình ăn bậy, đau bụng là do mình ăn đồ ngồi không có hâm, đau bụng là mình do mình ăn nước cốt dừa, đau bụng là do mình ăn kem, ăn uống sữa và sữa lạnh vân vân. Nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo thì Đức Phật ngày dạy rằng những cái lý do đó nó chỉ là một trong ngàn lẻ một lý do, mà cái lý do rốt ráo nhất chính là chúng ta thể này nè, chúng ta mới bị đau khổ. Đó là cái định nghĩa rốt ráo của đạo Phật, chứ Đức Phật ngày không có lấy ra từng cái lẻ lẻ. Mà tất cả những cái tôn giáo, những cái hệ thống triết học của thế giới nó cứ ra đời như là nắm sau mưa, nó nhiều như quân nguyên vậy đó. Nhưng mà nó không có giải quyết được vấn đề, là bởi vì người ta giải quyết toàn cái ngọn không thôi. Còn cái giải thoát, cái con đường giải thoát của chư Phật là các ngài giải quyết một vấn đề một cách rốt ráo. Ngài dạy rằng do có, ngay cả Lão Tử cũng nói giống như vậy, do có thân nó mới có mọi sự. Và hôm đó tôi nói rồi, các vị còn nhớ ba cái khổ không? Khổ khổ, hành khổ và hoại hoại khổ. Thì là cái khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu thân tâm. Hoại khổ là sự biến mất của những gì, sự vắng mặt của những gì nó làm cho mình dễ chịu. Và cái thứ ba, bản thân cái sự có mặt nó đã là khổ rồi. Là vì sao? Là bởi vì khi mà mình có mặt ở đời thì mình mới lập tức trở thành cái bia bắn. Không biết trong Lâm Râm còn nhớ cái này không? Cái bia bắn cho tất cả những cái khổ khác. Cho nên trong bài kinh này Đức Thế Tôn ngài dạy thế này, là do có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức nó mới làm nên sáu xúc, mà từ cái sáu xúc á nó mới là dẫn tới cái sáu thọ. Không bao giờ có cảm, không bao giờ mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ cái gì đó mà không có cảm giác. Cho nên hãy có sáu xúc và sáu thọ, mà hãy có sáu thọ thì nó sẽ dẫn đến sáu ái. Mà ở đây ngài không có nói dài như vậy, ngài chỉ nói tới sáu thọ thôi, tới cái sáu thọ thôi. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là Thế Tôn đang nói đến gieo lý duyên khởi mà thông qua sáu căn. Nhớ nha. Cho nên cái bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng hôm nay tôi sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái chữ vứt đi, cái chữ liền bỏ. Thì vứt cái gì này các vị nghe? Vứt đi cái dòng chảy sanh tử, vứt đi cái vòng tròn lẫn quẩn của luân hồi, của tử sinh. Vứt là vứt cái đó. Trên đời này không có cái gì vứt đi mà mình được hạnh phúc cho bằng cái sự liền bỏ, sự vứt đi cái dòng sanh tử hết. Mình có đổ rác bao nhiêu lần, mình có bỏ đồ cũ bao nhiêu lần, thì tất cả những lần đổ rác và liệng đồ cũ đó, mình đã làm bao nhiêu tỷ lần trong vòng luân hồi. Mà những cái liệng bỏ đó, không có cái liệng bỏ nào mà nó dẫn đến cái sự an lạc giải thoát. Mà Thế Tôn ra đời ngày mới bày cho mình, con đã bỏ rác nhiều rồi phải không, con liệng đồ cũ nhiều rồi, nhưng mà bây giờ có cái này mà con liệng được nè, là con mới khá được. Mà cái đó là cái gì? Đó là cái vòng quay duyên khởi. Các vị nghe kịp chưa? Rồi cũng y chang như vậy, cũng y chang bài kinh Đoạn Tận và kinh Liễu Tri. Bài kinh Đoạn Tận và kinh Liễu Tri, hai bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy. Nhớ nha, nhớ cái bài kinh, cái ý nghĩa y chang như vậy. Các bài kinh phải ghi, các kinh tiếp theo cũng cứ vậy mà hiểu. Nhớ nha, tôi nhắc lại, các con đổ rác đã bao nhiêu kiếp, các con đã liệng bỏ đồ cũ, đồ áo rách mùi dẻ bao nhiêu kiếp, thì tất cả những gì các con liệng bỏ, từ cái bỏ đồ cho đến cái bỏ xác, thì các con đã liệng bỏ bao nhiêu lần rồi, mà những cái liệng bỏ đó không có xài được. Bởi vì những cái liệng kiểu vậy đó, chỉ biết liệng những cái đồ cũ, chỉ biết liệng áo cũ, quần cũ, nồi chảo cũ, xe cũ, nhà cũ, chỉ biết liệng những cái đó, thì các con sẽ liệng dài. Có một cái mà các con liệng được rồi, đó là liệng một lần, mai mốt không còn liệng nữa nha, không còn liệng bỏ nữa. Đó chính là lìa bỏ cái dòng duyên khởi, hay là lìa bỏ cái sự hiện hữu của sáu căn.
của 12 xứ, của 18 giới. Nhớ nha, cái bài kinh này nghĩa rất là sâu, rất là sâu. Rồi kinh Liễu Tri cũng vậy, kinh Liễu Tri cũng vậy. Bây giờ tới kinh Bốc Cháy. Đấy, kinh Bốc Cháy, tới kinh Bốc Cháy. Kinh Bốc Cháy tiếng Pali kêu là A Đức Tế, A Đức Tế Pariyaya. Adita nó có nghĩa là gì? Là sức nóng, là burn, nó là sức nóng, nó là cái gì đó đốt cháy hoặc là sức nóng. Cái chữ Adita nó nhiều nghĩa như vậy, thì từ đó nó mới ra cái nghĩa là Adita. Adita là mặt trời, ha. Mà Adita nó là sức nóng, nó từ cái gốc nó ra là vậy. Aditya sức nóng, Aditya là mặt trời, nhớ nha. Thì cái chú giải của bài kinh này nó rất là dài. Tại sao dài? Tại sao dài? Là bởi vì bài kinh này có nhắc đến một cái địa danh gọi là Gaya Si Sát. Gaya Si Sát. Thì ở trong bài kinh này thì chỉ vậy, chỉ giải thích rằng trong cái phần chú giải thì ai mà liếc bằng Pali thấy dài lắm, mà không có gì hết trơn. Lại kể câu chuyện xưa là cách đây gọi là 92 đại kiếp, 92 đại kiếp, thì có một cái có một cái chính là đại kiếp, thì có một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác hồng danh là Phusso, giống như là bổn sư mình mà có cái hồng danh là Gautama hay là Sakyamuni vậy đó. Thì thời cách đây 92 đại kiếp là 92 kiếp trái đất á. Không biết tôi có cần nhắc lại cái này, trong rung có nhiều người mơ hồ lắm. Trong cái có rất là nhiều cái trái lựu, mà mỗi một trái lựu như vậy nó gồm có 31 cái hộp, mà mỗi cái hộp rồi nó là một cõi, thì 31 cõi nó nằm trong một cái hộp lựu. Các vị nghe kịp không? Alo. Và có vô số hộp lựu như vậy, và những hộp lựu này nó đi thành từng nhóm với nhau. Một nhóm như vậy đó, cái nhóm lớn á là nó là 1.000 tỷ, 1.000 tỷ. Trong đó gồm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm là 10.000 trái lựu. Mỗi cái trái lựu á có 31 hộp, mỗi hạt á là một cõi. Các vị nghe kịp không? Có vô số nhóm ngàn tỷ như vậy, nhớ nha, có vô số nhóm ngàn tỷ như vậy. Mà trong một cái một cứ một nhóm 1.000 tỷ như vậy, nó có nhiều nhóm nhỏ, mà mỗi nhóm đó là nó có tới 10.000 cái trái lựu, mà mỗi trái lựu như vậy thì nó có 31 cõi, nhớ không? Thì ví dụ như vậy, cho nên mình nghe nói đó là cách đây 91 đại kiếp trái đất, thì mình phải nói rằng đó là mình đang nói về cái group 10.000 của mình. Một tỉnh có nhiều huyện, mà một huyện nó có nhiều xã, là một xã nó có nhiều ấp. Các vị có nghe kịp đó không? Thì ở đây khi mà nói đến 30, nó nói đến mấy chục, cách đây 8 kiếp trái đất, cách đây 10 kiếp trái đất, là người ta đang nói cái rít này nè, nó trong cái nhóm của mình nè, tại một lần nó cháy á. Nếu mà tại vì trong chú giải nói rằng là cái thế giới này nó có 3 nhân. Có 3 nhân khiến thế giới hủy diệt sau thời gian tồn tại, tức là nó là cái ba nhân. Một là do lửa, rồi thì nước,
rồi thì gió. Bảy lần bị hoại bằng lửa đó thì có một lần bị hoại bảy lần vũ trụ bị hoại bằng lửa thì có một lần bị hoại bằng nước, mà bảy lần nước á, thì có một lần bằng gió. Hoại bằng lửa đó thì lửa cháy đến cõi sơ thiền, hoại bằng nước á, thì nước dâng đến cõi nhị thiền. Nè, mà hoại bằng gió đó thì gió cuốn đến tận cõi tam thiền. Nghe kịp không? Sau mỗi lần tiêu hoại đó thì hình thành cái mới. Khi mà cái nhóm vũ trụ này nhẹ tiêu hoại đó, khi mà cái nhóm nhóm ngàn, nhóm một ngàn tỷ vũ trụ này tiêu hoại đó, thì nhóm khác vẫn còn đó. Như trái trong rừng, trái này rụng nhưng trái kia còn, mai mốt sẽ rụng sao? Không biết nói gì hiểu không ta? Alo. Đó. Thì cho nên phải hiểu, cái gì phải hiểu cái đó. Nên nghe nói là cách đây là 91 đại kiếp, cách đây 92 đại kiếp, ví dụ như vậy đó, thì mình mới hiểu, ủa cái đó là ở đâu ta? Vì mình nói là bữa hổm ông sư giáo viên đã giảng rồi, trong cái bài kinh nào đó, à thì ra nó có trong cái gọi là thế gian, cái gọi là cõi sanh tử, nó có vô số, nó không có biên giới. Nhớ nha, không có biên giới. Mà cái chuyện mà không có biên giới này nè, bốn chữ không có biên giới này nè, là chúng ta sẽ dành một cái ngày nào đó thật là đẹp trời, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau suốt gọi là 4 tiếng đồng hồ về bốn chữ không có biên giới. Tại sao gọi là không có biên giới? Nhớ nha. Mà xin bảo đảm các vị một chuyện, đây là cái chuyện các vị có là kỹ sư, có là bác sĩ, các vị có giỏi toán, giỏi vật lý cỡ nào đi nữa thì các vị sẽ phải chấp nhận, tin hay không tin thì tùy, nhưng mà các vị sẽ chấp nhận rằng đây là một cái một cái thứ trí tuệ rất là đáng tham khảo. Tại sao cái Phật pháp lại nói như vậy nha? Mà theo tôi nghĩ thì yếu, mà phải nói rõ là theo tôi biết thì không thể nói khác đi được, mà đặc biệt là nó không có chổi lại khoa học, nhớ nha. Thì chúng ta cứ nhớ đến này, nó có hư hoại từng group như vậy, từng nhóm như vậy. Khi mình nói 92 đại kiếp là mình đang nói đến cái group này nè, đang nói cái nhóm này của mình nè, nhớ nha. Rồi, ok. Thì cách đây 92 đại kiếp có một vị Phật hồng danh là Phú Sa, ngài ra đời. Thì lúc đó thì ngài có mấy người em họ, hai ngày có mấy người em họ cũng là hoàng tử. Nên nhớ chư Phật luôn luôn đó là coi như là con một. Nhớ nha, cái cây phải ghi nè: chư Phật chánh đẳng giác luôn là con một của Phật mẫu. Ngoài ra khỏi cần nói gì nhiều nữa đây,
Cho nên khi nghe nói em của một vị Phật nào đó là mình phải hiểu ra ngầm đó là em cùng cha khác mẹ thì ok. Bởi vì cái người đàn bà nào mà đã sanh ra Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đó, thì trước đó là bà không có một đứa con nào hết. Và sau khi ngài sanh ra Bồ Tát Chánh Đẳng Giác rồi thì bà cũng không có con nữa. Và nói nôm na thì coi như là nói một cách nó hơi cận nhân tình một chút đó, thì bà phải là người trong sạch tinh khiết. Cái chỗ mà Bồ Tát mượn để mà gá thai đó là không có được tái sử dụng như là bao nhiêu người đàn bà khác, nhớ nha. Cho nên thí dụ như nói ngài Nan Đà là em của Bồ Tát Tất Đạt, nhưng mà thật ra là bà, như ngài là con của bà Di chứ không phải con bà Maya. Và trong chuyện này nói rằng mà Phật Phú Xá có mấy người em, đúng, nhưng mà toàn là em cùng cha khác mẹ hoặc là em bà con, chứ không hề có vụ em ruột, nhớ nha, nhớ cái đó, nhớ cái đó, cái đó quan trọng. Có nghĩa là cái chỗ Bồ Tát gá tha là chỉ có một mình ngài thôi, nó là sự thiêng liêng mà. Và một điều đặc biệt nữa là khi mà Phật mẫu đã sanh Bồ Tát kiếp chót ra rồi thì trong vòng 7 hôm thì coi như bà phải băng hà. Mà mình nghe chữ phải mình nghe nó tan thương, chứ phải thật ra đó là bà, một cái người mà muốn làm mẹ của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là cái lòng mà nó ly dục nhiều kiếp lắm, nhiều kiếp lắm mới có đủ cái phúc cái đức để mà làm mẹ một người con mà vĩ đại như vậy. Nhưng mà chính vì cái người con đó phải cần đến một cái người cưu mang, cho nên thì bà phải mang cái thân nữ để mà bà cho ngày mượn. Chứ thật ra thì cái lòng bà là lòng đã làm lòng nam giới rồi, cho nên sau 7 ngày mà sanh ngày được 7 ngày là bà Phật mẫu nào cũng phải là băng hà và về trời, lập tức về cõi đấu sức, và từ đó là phải mang thân nam cho đến ngày niết bàn, cho đến ngày niết bàn nha. Cái là cái người này không có tiếp tục mang thân nữ nữa, không mang thân nữ nữa. Thì mấy cái hoàng tử mà em của em họ của Đức Phật á, Phật Phú Xá năm ấy là có cái công mà đi gọi là dẹp loạn biên cương, dẹp loạn rồi thì mới là thành công chiến thắng Khải Hoàn, rồi mới trở về với cha hỏi giờ tụi con muốn thử cái gì. Thì mấy hoàng tử nói con vàng ngọc châu báu không có cần hết, chỉ xin phụ vương cho tụi con được cái vinh hạnh là trai tăng cúng dường Đức Phật thôi. Thì ba anh em mới hụng nhau làm phước cúng dường suốt gọi là 3 tháng an cư. Và cái chuyện dài lắm, tôi kể vắn tắt là 3 tháng an cư. Về sau thì 3 anh em hoàng tử này nè, đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì lại là cũng là 3 anh em nữa đi tu theo một cái giáo phái là bái hỏa giáo, tức là thợ lửa nha. Rồi lúc đó Đức Thế Tôn mới vừa thành đạo trong tích tắc thôi, tức là đi dạng cái thời kinh mà chuyển pháp luân tứ diệu đế ở vườn Nai xong đó, thì sau đó là ngài mới, lúc đó ngài mới có 5 tỷ kheo đệ tử thôi, nhớ nha, nhớ 5 tỷ kheo đệ tử. Rồi tiếp theo đó là 5 vị tỷ kheo đó đắc A La Hán, cộng Thế Tôn nữa là 6 vị A La Hán. Rồi sao nữa, thì sau đó Thế Tôn mới gặp 3 cái anh em mà nãy giờ tôi kể đó, 3 anh em đó là 3 anh em đó là ba nguyên một cái nhóm đạo sĩ mà thờ lửa trong rừng. Họ gặp Thế Tôn và một câu chuyện rất là dài, mình chỉ kể vắn tắt là Thế Tôn đã thu phục họ và họ đi xuất gia theo ngài. Họ đi xuất gia theo ngài rồi thì coi như họ đắc qua là hán luôn. Rồi tiếp theo đó là ngài Xá Lợi Phất Bồ Quyền Liên mới là từ bên cái ngoại đạo mới dắt theo gọi là 250 người đệ tử đi đến xuất gia theo Phật. Như vậy lúc bây giờ đó là Đức Thế Tôn có đó, tất cả là 1250 vị tỷ kheo, trong đó gồm có nhóm Kiều Trần Như ha, rồi cái nhóm đệ tử của 3 anh em này, rồi cái nhóm 250 vị kia nữa, tổng cộng lại đó là mới làm nên cái kỳ đại hội thánh tăng vào cái ngày rằm tháng giêng đầu tiên trong đời của Thế Tôn sau khi thành đạo, tức là ngày thành đạo hồi tháng 4 ha, tức là tháng 4 Ấn Độ khoảng tháng chạy khoảng tháng 5 của mình ấy, thì tháng 5 âm lịch ấy, thì tới rằm tháng giêng để coi mấy tháng ta, 9 tháng sau thì Thế Tôn đã có gọi là 1250 vị đệ tử mà toàn là La Hán lục thông, mà điều đặc biệt là không mời mà tự quy tập về. Đây là cái điều đặc biệt trong đời mỗi vị Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là sau khi thành đạo rồi đó là có vị thì có tới 3 lần đại hội, có vị thì 1 lần. Thế Tôn mình thì tuổi thọ ngắn cho nên ngài chỉ có 1 lần đại hội thánh tăng.
Thì mấy vị Phật khác là ba lần đại hội một lần, nghĩa là mấy trăm ngàn, riêng Thế Tôn mình là chỉ có 1.250 thôi. Nhưng mà cái chất lượng thì tương đương, có nghĩa là trên là bổn sư, là vị Phật chánh đẳng chánh giác, còn dưới là 1.250 vị đều là la hán lục thông không mời mà tự vân tập về. Cái đó mới đặc biệt, tự vân tập về. Và sau cái buổi, và trong trong cái buổi mà vân tập đó đó, trong buổi vân tập đó thì các ngài, các vị Phật chánh đẳng giác ba đời là luôn luôn có một cái lời giáo hối vắn tắt. Vắn tắt là vắn tắt gồm có mấy điều thôi: không làm điều ác, cái này phải ghi rồi, không làm điều ác, làm các việc lành, nói gì nữa ta, giữ tâm thanh tịnh, rồi cái gì nữa ta, kham nhẫn, ăn ít, rồi cái gì nữa, ngủ ít, và thu thúc lục căn. Mấy điều ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điều, nhớ nha. Tổng cộng 7 điều, tổng cộng 7 điều. Có nghĩa là buổi đầu các ngài về, cái giáo pháp lúc đó là toàn là coi như nó là tinh anh của vũ trụ không à. Có nghĩa là đi xuất gia đó là toàn là những cái vị mà coi như là phước báo đầy mình, đi vô trong đạo Thế Tôn không có cần mà dạy là mặc y áo như thế nào không cần, tức là vô gặp ngài đó, tức là các ngài chư Phật lúc đầu chỉ đưa cái tay ra, hãy đến đây này tỷ kheo chánh pháp vốn khéo thuyết giảng, và hãy hành trì phạm hạnh, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, là lập tức là các vị đó coi như là có đủ y bát, giống như một vị tỳ kheo mà tu mấy chục năm vậy đó. Và cái nội dung giáo pháp lúc đó đơn giản lắm: không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm thanh tịnh. Đó giờ mình chỉ biết có một khúc phải không, nhưng mà thật ra nó còn khúc sau nữa: kham nhẫn, ăn ít, ngủ ít, và tu túc luật căn, có nhiều đó thôi. Ăn ít, ngủ ít, ăn ít có nghĩa là một ngày cái cơ thể cần nhiều thì làm nhiều thôi, chứ không có vụ mà extra bonus nha. Rồi ngủ ít có nghĩa là chỉ ngủ khi không thể gượng, chỉ ngủ khi không thể gượng, và chỉ ăn khi không thể tiếp tục nhịn. Để cho mình đã bị thiếu thốn, gầy gò, ốm đói thì không, để vậy nó là sao tu. Cho nên là ăn ít cứ là ăn đúng mức, mà ngủ ngủ vừa chừng, và tu túc lục căn có nghĩa là thời đó không có giới lực gì hết, chỉ Đức Phật là chỉ dạy vắn tắt thôi. Và không để cái sumano và dumano, cái này quan trọng lắm. Sumano và sumano là gì ta? Là vui. Mano là buồn giận, sumano là thương thích, vui vẻ thương thích thế, thương thích à, vui vẻ, sumano là vậy đó, vui vẻ là cái buồn giận. Rồi có nghĩa tôi thuốc một căn là vậy đó, ngày giải đơn giản tôi thuốc một căn là sao, có nghĩa là Mano là ý, mà sumano là cái sự vui, cái sự dễ chịu nè. Còn cái đúng là xấu, mà Mano là ý, có nghĩa là Phật ý đó, có nghĩa là ngài dạy rằng sáu khu thu thuốc, sáu căn là sao, không có cái vụ mà danh sắc rồi quán chiếu rồi tam tướng gì dài lắm, không có, hồi đầu đơn giản lắm. Thu thuốc sáu căn chỉ có nghĩa là khi mắt nhìn thì vị tỷ kheo tâm niệm rằng ta sẽ không có thích hay là ghét, không có buồn vui từ cái nhìn này. Thế nào nói như vậy, xin thưa làm ơn kiếm mà trong tương bộ kinh mà cái phần mà tương ưng năng đà cá đó, thì cái chỗ người ta giải rõ chỗ này, nhớ nha. Thu thúc lục căn cuối đầu nghĩa đơn giản như vậy, là khi nào mắt nhìn cái gì thì vị tỷ kheo chỉ tâm niệm rằng ta sẽ không khó, ta sẽ không cảm thấy thương thích hay là ghét giận với gì ta thấy. Khi nghe một âm thanh thì vị đó biết rõ rằng đây là chỉ là nghe, và ta không để cho cái âm thanh này làm cho ta thương thích hay là ghét giận bất mãn. Rồi nghe cái mùi gì vậy, nó cũng tâm niệm như vậy, ta không để cho cái mùi này làm cho ta thương thích hay là ghét giận. Cứ như vậy gọi là thu túc lục căn, nó đơn giản như vậy. Còn mình bây giờ to mình bài đủ điều,
dở bước đạp hết ra, thở vô rồi ô mình bài nó, rồi hết vô, hết vô cỡ bao nhiêu, rồi thở ra cỡ bao nhiêu. Mà tôi đọc mấy cái sách thiền mà tôi nói tôi muốn chết luôn vậy đó, tôi bị allergy sách thiền, các vị biết không? Tôi mê sách thiền lắm, tức là mấy cái truyền thống, mấy cái technique kỹ thuật đó tôi cũng mê lắm, mà tôi đọc riết tôi lạnh như sống. Tức là mấy gia bài riết mà tôi nói hèn chi bất tông mấy người họ ghét tiểu thừa đó. Họ nói cái Vipassana của mình đó là không phải nguyên thủy, thì họ liền đồng ý, họ ác cảm, họ cũng chẳng biết mình dạy cái gì. Họ cứ thấy là cứ đi diêm họ ghét, họ chửi. Nhưng mà đồng ý họ chửi cũng có cái lý. Đó là cái thiền mà bây giờ mấy thiền viện mà mỗi thiền sư mà mỗi người mỗi mỗi vẻ mà 10 phân chỉ vàng đó, là mỗi kiểu cho đó thì nó cũng nhiều lắm, nó nhiều lắm. Chứ thiền nguyên thủy nó đơn giản lắm, nó rất là đơn giản. Ai mà không tin á, mở cái trung bộ đường bộ coi cái kinh điển đại niệm xứ ra nó đơn giản làm sao á, mà bây giờ cái giải thích giải thiết ngồi coi như má nhìn nó ra luôn. Việt Nam có câu là má nhìn nó ra đó. Tôi nhắc lại lần nữa, đó là tôi ngàn đời muôn kiếp không dám bất kính phạm thượng xúc phạm các bậc thiền sư cực kỳ giới kích, không có. Nhưng mà tôi mong bà con lưu ý một điều, mỗi thiền sư nha, mỗi thiền sư khi mà dạy thiền thì họ mang vào ở trong đó tất cả những cái kinh nghiệm của bản thân. Mà kinh nghiệm của thiền sư là gì? Kinh nghiệm của mỗi vị nha, dựa trên sở trường và sở đoản của mình. Tại sao có cái vụ sở đoản ở đây nữa? Sở trường là gì? Là tôi là người rất là giỏi về dụ pháp, rất giỏi A Tỳ Đàm. Cho nên khi mà tôi giải thiền á, là tôi luôn luôn đề cao cái chuyện phân tích ra, phân tích chẻ sợi tóc ra làm 18 nha. Rồi còn cái ông thầy kia là ông mê cái tăng luật, cho nên khi mà ông dạy thiền cái đệ tử đó là cái tông chỉ là căn bản và chủ đạo của ông là luật. À nhớ nha, là đi vô cầu coi kỹ nha, vô trong nhà tắm nè, vô trong phòng ăn nè, lên chính điện, nhớ nha, nhớ là làm sao phải niệm, phải chú ý chánh niệm làm sao mà đừng để mình phạm luật. Vì luật tỳ kheo nếu mình giữ cho trong sạch là đụng đâu phạm đó. Bây giờ ông làm sao mà ông giữ giới giống như cái người mà buông mình từ cái trên miệng giếng xuống, hai bên đều là có gắn đao kiếm, mà mình buông mình làm sao mà cái thân mình nó không va vào bên đây thành giếng, không có va vào bên kia thành giếng, đại khái như vậy đó. Rồi các vị nào mà nặng về luật thì khi mà giải thiền nó là cứ giải theo luật, nhớ nha, chánh niệm ở đây làm sao đừng có phạm giới. Rồi ông đủ duyên nào cũng đắc quả thánh như thường. Còn cái ông mình ổng giỏi về A Tỳ Đàm thì ổng dặn là bao nhiêu kiếp con cứ chấp, bây giờ con học A Tỳ Đàm và con ứng dụng vào pháp môn tứ niệm xứ này để mà con gọi là phá mê khai ngộ. Đấy. Còn cái cha giỏi tạng kinh thì trả lại nói khác. Cha giỏi tạng kinh thì trả phán cái này, tạng A Tỳ Đàm không có nguyên thủy, tạng lực chỉ có giới cấm là nguyên thủy thôi. Đấy, cái chỗ bản lưu cha na với cái kêu về chỗ đó là nguyên thủy, còn cái phần này nọ ngoài ra đó, phần trăm của tạng lực không phải nguyên thủy. Như vậy thì cái gọi là nguyên thủy là Phật chỉ còn sót lại có tạng kinh thôi. Thế là đây, hành thiền mà học theo kinh này nè, tu theo kinh này. Như vậy rõ ràng là mỗi thiền sư chuyện đầu tiên là chi ta? Là căn cứ vào sở trường của mình. Còn sở đoản là gì? Cái gì mình ghét thì mình né. À, cái này mới độc đáo. Cái sở đoản là cái mà mình, cái gì mà cái chỗ nhược của mình, cái mà mình không giỏi đó, thì mình né. Chúng tôi cũng có cơ duyên được tiếp xúc với vài hành giả mà cũng thuộc về cái dạng mà chúng tôi gọi là lăng ba vi bộ đó. Không biết ai đọc, không biết ai mà coi Lục Bạch Thần Kiếm mà có nhớ cái lăng ba vi bộ không ta? Lăng vi bộ là của những đoạn dữ đó. Có nghĩa là né giỏi gì lắm, có nghĩa là sở đoản cái nào mà đụng tới cái chỗ mà mình kẹt đó, cái mà bắt đầu mình mẫu là mình chê mà nó ôi thiền thì mấy cái đó mất giờ lắm. Ở đây là vậy, nhưng mà đại khái là làm cái nét sở đoản của mình. Đã. Chúng tôi gọi đó là lăng ba vi bộ. Mình tu là không có lăng ba, mà mình tu là cái như cái gì cần thì làm, nhớ nha. Cho nên là bữa nay tôi đi một cái đề pháp, nó đi một cái buổi giảng nó hơi rộng, nó hơi giống như hơi lạc đề, nhưng bắt buộc không giảng không được vì bắt buộc phải nhớ cái chỗ này là nhớ thiền sư đó. Thiền sư mỗi vị đó là coi như dạy thiền căn cứ trên cái sở trường sở đoản của mình. Sở trường có nghĩa là cái gì mình giỏi thì mình làm đậm nó lên, mà sở đoản mình yếu, mình dở, mình dỏm, mình thiếu thì mình né chỗ đó. Mà nó xui cho hành giả là nếu mà ôm chân một sư phụ thì cả đời chỉ có đi theo sư phụ thôi,
Nhớ nha, cái người mà cái chân có tật mà họ lại dạy cho mình đi thì mình khó mà không bị khập khểnh. Mà cái người họ bị ngọng, họ dạy mình nói đó, thì coi như mình cũng khó mà phát âm chuẩn. Cho nên nhớ, mỗi vị thiền sư đều có vấn đề riêng của mình hết. Thì cái quan trọng nhất là ta học hỏi người thầy là học cái hay, chứ còn cái gì thấy ngộ ngộ là mình phải về mình nghiên cứu lại. Nhớ nha. Bây giờ tôi trở lại cái bệ, thì trong tôi giảng cái Mênh Mông Thiên Sứ là cái vụ mà cái vụ mà chú giải của cái kinh kinh Bốc Cháy. Thì ở đây Thế Tôn giải thế này: các ở đời này á, ở đời này nè, nó chỉ có quẩn quanh trong trong cái chi ta, cái quẩn quanh ở trong là thế giới của duyên khởi. Thế giới này chỉ quẩn quanh trong lý duyên khởi, do có sáu xúc. Cái này đã nói rồi mà ông nói thì nó quên. Tức là sáu xúc là sáu căn, rồi gì ta, sáu cảnh, rồi cái gì nữa, sáu thức, đóng ngoặc lại có sáu thọ, vân 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 vân. Có còn nhớ à, các vị còn nhớ cái này không ta? Alo, mới vừa giảng ở trên rồi đó. Và chính vì nên nhớ thế này, bản thân con mắt không có vấn đề, bản thân con mắt á thì không có vấn đề, vì chính chư Phật cũng còn đủ sáu căn. Vấn đề ở đây là sáu căn bị sử dụng bằng phiền não. Các vị nghe kịp không? Nghe thì trong trường hợp đó đó, lúc đó chúng bị xem là đang bốc cháy và đốt nóng chúng sinh. Chúng sinh phạm phu, nhớ cái chỗ này, nhớ cái chỗ này, quan trọng vậy đó. Alo, khi nãy chúng tôi bắt đầu giảng là mấy giờ? Chúng tôi giảng bắt đầu giảng là alo. Bây giờ bên đây là 3 giờ đúng. Mà nãy giảng là 2 giờ. Nãy giảng là 2 giờ. À đúng rồi, 1 tiếng. Vậy là còn nửa tiếng nữa, phải hỏi cho biết. Chứ còn không phải chúng tôi làm biến, nhưng mà có một điều là một cái buổi giảng mà nghe lại mà nó dài quá đó, cái gì buồn ngủ. Nhớ nha, làm sao mà một tuần như vậy thì tôi quẩn quanh trong vòng 5 tiếng đồng hồ, 4 tiếng rưỡi tới 5 tiếng, một tuần 3 buổi. Thì như vậy một tháng ấy, mình có 20 tiếng đồng hồ. Mà một tháng có 20 tiếng, mình nếu mà bà con mà có cái lòng học đạo đó mà nghe tới nghe lui thì tôi nghĩ 20 tiếng đồng hồ cũng nhiều lắm chứ không ít. Mà bà con nhớ giùm đó là nghe để chép lại giùm. Nghe là chép lại. Bởi vì tôi nhớ tôi giảng rất là kỹ, kỹ kinh khủng. Ví dụ như hồi nãy vấn đề mà vũ trụ quan thì chỉ giải thích cái chuyện mà 92 kiếp ở đâu mà nó ra 92 là tôi đã nói rất là kỹ cái chỗ đó. Nhớ nha, nhớ là kỹ cho đó. Chứ còn học cho đã rồi mốt quên đầu quên đuôi rồi. Tôi sợ nhất là làm Phật tử 40 năm tóc bạc mà hỏi đạo không biết, rồi cuối cùng tới hồi chết thì ngáp ngáp mấy ông sư tới tụng kinh rồi trai tăng rồi đi về, mà tới hồi đi vô quan tà rồi mà cũng không có cơ hội để học giáo lý, thì các vị nghĩ nó đau dữ lắm. Mà phải nói Phật pháp á thì sao ta? Dạ đúng rồi, tôi đang ở Đức. Có mấy người hỏi tôi là tôi đang ở đâu, châu Âu phải không? Tôi đang ở Đức. Ồ, tôi ở Văn Xuất. Thì á, là nhớ cái chỗ đó là mình Phật pháp không phải là cái mà biết là tốt, mà Phật pháp là bắt buộc phải biết. Là vì sao? Là vì mình biết được giáo lý đó là mình được an lạc một phần, mình hành trì giáo lý đó là mình an lạc thêm phần còn lại. Nhớ nha. Còn mình nếu mà mình không muốn học mà chỉ muốn hành trì thì hỏi biết cái gì mà hành trì. Như vậy đó, thà có học
mà nó không, tạm thời mình không có hành trì, mình chưa hành trì nó còn đỡ, mấy mai này sẽ có lúc mình hành trì. Một đêm khuya nào đó, một buổi chiều mưa gió nào đó, bỗng nhiên là muốn tu hành thì trong đầu cũng còn có cái để biết đi đường mà tu. Còn khi mù tịch giáo lý rồi thì cái lúc muốn tu cũng biết cái gì đâu mà tu. Thưa quý vị, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Cho nên là ở đây là tôi cứ ôm tới ôm lui biết bao nhiêu lần. Thì trong kinh nói là sau khi Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh là bốc cháy này rồi, thì sau cái bài giảng này đó ha, thì 1000 tỷ kheo chứng La Hán. Nhưng mà trước đó đó thì các vị thờ lửa, Đức Phật cài xét thấy căn duyên nó lạ vậy đó, thấy cái mình thích thờ lửa, mà mình á thì mình không có biết, mình thấy người ta thờ lửa thì mình nói người ta mê tín, nhưng mà ai mà đọc kỹ cái tôn giáo Ấn Độ mà đời xưa đó thì cái thờ lửa nó cũng là một cái nền triết học ghê gớm lắm chứ phải không? Thứ nhất, cái anh mà mấy anh mà tào lao anh thờ lửa là bởi vì anh sợ cái sức mạnh của lửa, anh thấy rằng chỉ cần một đống lửa nhỏ xíu mà trong vòng là tích tắc nó đốt cháy rụi cả một ngọn núi, một khu rừng. Vì người xưa họ sợ cái gì mà thuộc về thiên nhiên. Người xưa làm gì có quẹt đâu có xăng dầu cho nên sửa lửa, người xưa mà thấy toàn là lửa do thiên nhiên không à. Lúc mà người mà sống ở trong cái hang động đó thì chỉ riêng là quên đó, cái chuyện mà con người mà lúc đầu sống trong hang động đó, đây là một câu nói mà nếu không nói kỹ thì cũng là một cái sự tà kiến nha. Bởi vì Tân Kinh nói đó là cái lịch sử nhân loại đó, nó bắt đầu từ cái thời sơ kiếp lúc trái đất mới hình thành đó. Con người lúc đó cực kỳ văn minh, mà chỉ văn minh về tâm linh thôi, lúc đó họ thiền định rất giỏi. Rồi cái dần dần cái đời sống nó tệ, nó kém dần dần nó mới qua cái giai đoạn mà khoa học bây giờ gọi là ăn long ở lỗ. Rồi trong cái đám ăn long ở lỗ đó nó lại nảy sinh ra những bộ óc kiệt xuất đó, nó mới làm nên những cái nền văn minh. Và những cái nền văn minh đó nó có nhiều lý do để nó bị hủy hoại. Thứ nhất là chính là cuộc chiến, như là những cái cuộc chiến tranh tàn khốc do chính con người ra tay với nhau, nó khiến cho là những cái nền văn minh bị biến mất. Trường hợp thứ hai là nó do những cái trận dịch bệnh nào đó, hoặc là nó bị những cái trận thiên tai nào đó mà nó tàn phá, hoặc có một lúc nào đó trên hành tinh này cái nhiệt độ nó thay đổi, cho nên cả một cái khu vực sinh thái rộng bao la nó bị coi như xóa sổ sạch sẽ, và từ đó người ta làm lại từ đầu. Rồi thì trong số những cái thời bộ phận nhân loại mà trôi giạt á, họ là làm lại từ đầu rồi tiếp tục ở đó. Có những cái nền văn minh mới nó xuất hiện. Hôm nay chúng ta về châu Phi á, chúng ta phát hiện ra những cái di dĩ khảo cổ rất là lâu đời, rồi ở Nam Mỹ, rồi ở Ai Cập, rồi ở Trung Quốc thì mình thấy chưa kể là dưới biển. Những cái lục địa mà già nó đã chìm mất, và những cái lục địa mà bây giờ mình kêu là lục địa già như là châu Âu, châu Phi, thật ra đó, nó chưa phải gọi là cái nền, là chưa phải là cái nôi duy nhất của nền văn minh nhân loại đâu nha, mà nó chỉ là một cái mảnh vỡ còn sót lại, còn mấy cái kia là nó đi xuống biển nằm sạch sẽ chứ rồi. Nhớ cái đó. Thì cho nên nó buổi đầu người ta thờ lửa là bởi vì người ta thờ cái sức mạnh kinh hoàng của nó, nhưng cũng có kẻ họ thờ lửa vì một lý do rất là thông minh, là bởi vì họ thấy ngọn lửa đó có đó rồi mất đó. Nó có khi mà nó cháy, khi mà nó được nuôi dưỡng, khi mà nó được sử dụng, nhưng mà trên đời này không có gì mà nó hùng mạnh bằng lửa, mà cũng không có gì nó mong manh như lửa. Có đó rồi mất đó, không có cái vật gì mà nó mơ hồ như lửa hết. Lửa có thể thấy xa hàng dặm mà lại gần, chỉ cần mà sơ ý là nó tắt sạch. Thì họ thờ lửa ra để họ suy, có dịp để họ suy tư về một cái thứ vật chất mà họ hiểu không hết. Ghê gớm chưa? Rồi có người họ thờ lửa để mà họ coi ngọn lửa là tượng trưng cho cái trí huệ, tượng trưng cho cái khả năng tư duy của con người, của loài động vật cao cấp. Rồi có người họ thờ lửa là vì họ nghĩ ở trong ngọn lửa mà ghê gớm này nó là cái chỗ ở, mà nó cũng là cái hiện thân của một cái vị thần linh nào đó. Nó có nhiều lý do thờ lửa, phải nhớ cái đó chứ mình đừng cắm đầu cắm cổ mình thấy người ta thờ đó mình chê người ta ngu hơn mình, thì cái đó chưa biết ai ngu hơn ai khác. Thì mấy cái 1000 vị này nè là những vị thờ lửa. Đối với lửa họ có một cái cảm tình, có một cái hảo cảm rất là đặc biệt, rất là sâu sắc. Và khi Đức Thế Tôn nhìn thấu cái căn tánh của các vị này nè, thì các ngài thấy ok, thì từ xưa đến ngài thấy rằng người đó giờ họ mê lửa, thì hôm nay
trên cái nền tảng tình cảm đó Ngài sẽ nhắc về lửa, nhưng mà nhắc về từ một cái góc độ khác. Giống như ngày xưa mà Quỳnh Phú Sổ mà có người thương ổng, có người cô gái thôn nữ dưới quê thương ổng, thì ổng có trả lời là xích một chút xíu nữa là ta đã yêu nàng rồi. Nhưng mà ta chợt nhớ ra, nếu ta yêu nàng và ta có một bầy con với nàng thì ta nhiều lắm rồi, ta chỉ có 10 người để yêu. Nhưng nếu bây giờ mình không lấy nhau thì cái người mà ta yêu, cái người mà ta có thể chăm sóc triệu người, đấy là lên tới vô số người. Và đó là lý do năm 19 tuổi cái Quỳnh giáo chủ Quỳnh Phú Sổ có đến 2 triệu tín đồ ở lục tỉnh. Các vị nghe kịp không? Đó, thì người ta mượn nói theo cái nghĩa tiêu cực là mượn gió bẻ măng, nhưng mà ở đây mình phải hiểu là ngày mượn cái đà để mà chèo thuyền. Thì Đức Quỳnh giáo chủ đã mượn cái tình yêu của cô kia để hoán chuyển, để hoán chuyển nó, để cho nó trở thành ra một cái gì đó nó đẹp hơn. Thì ở đây Thế Tôn mình thấy là mấy người này họ thờ lửa, cái tình cảm họ dành cho lửa, cái hảo cảm họ dành cho lửa nó lớn quá, thì mày mượn cái đà đó để người nói về lửa cho họ nghe. Mà họ nghe xong xuôi rồi tất thảy 1000 vị điều chứng là lục thông tam minh và tứ tuệ thông tính hết, trở thành la hán hết, và trở thành cái nền tảng của cái gọi là giáo hội đầu tiên. Mà mình kêu giáo hội, mình làm ơn quý vị đừng hiểu lầm, giúp giáo hội mình bây giờ giáo hội trong nước ngoài nước, giáo hội Thái Lan và Ấn Độ, Tích Lan cũng vậy. Mà giáo hội hồi xưa là Đức Thế Tôn cho người ta xuất gia và dạy người ta cái điều mà Ngài cho rằng nó thích hợp nhất ở mỗi người, và cứ theo đó họ tu. Đủ duyên thì chứng thánh la hán, thiếu một chút thì chứng quả thấp một chút, mà không thì cũng là gieo duyên. Không hề có giấy trắng mực đen, không có mộc, không có khuôn dấu, không có giấy tờ đăng bạ pháp lý, không có gì hết. Nhưng mà mình hôm nay thì mình gọi là giáo hội cho vui, nhớ nha. Rồi thì Ngài dạy rằng đó là cũng cái bản thân sáu căn sáu cảnh sáu thức nó không có tội, nhưng mà nó chỉ nảy sinh vấn đề khi mà mấy ông này mà mấy ảnh cộng lại với nhau mà bằng tâm tham, tâm sân, tâm si á, thì lúc đó mới là ra vấn đề. Thì trong trường hợp đó được gọi là bốc cháy, nhớ nha, phải nhớ cái đó. Cũng giống như người ta nói chơi dao với Ngài Đức Tài thì mình phải hiểu cái chữ hiểu hai cái chữ chơi dao đây có nghĩa là sao. Không có nghĩa là sử dụng dao một cách thông minh và cẩn thận, mà cái đây người ta muốn nói là cái sự bất cẩn. Mà cái câu này nó cũng có ngầm ý là người ta muốn nói cái ý là đi đêm với Ngài gặp ma, chứ bản thân con dao nó không có tội, nhớ nha. Ai đi về Thụy Sĩ thì biết có những con dao nó là mấy trăm đồng nha, không có phải là mình nghe nói mình nói về con dao mà nó mơ hồ thì mình đổ tội cho con dao. Không phải, con dao nó là một cái gì đó rất là dễ thương, nó là một cái dụng cụ rất là cần thiết. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình sử dụng con dao nó ra làm sao. Trong rung có nghe kịp không ta? Alo, rồi xong. Thì bây giờ đó là mình tiếp là cái bài kinh Mù Lòa. Mù Lòa nó có chú giải nó cái gì? Bài kinh Mù Lòa sắp phá nó bình nhạc bạc tử á đức 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 tử á hát phù tề. Cái này cũng hơi lạ. Cái tiếng Mù Lò là có sự nhầm lẫn nào không ta? Tôi nghi là có nhầm lẫn nè. Tôi nghi là có mà nhầm nặng chứ không phải nhầm nhẹ. Bởi vì tôi mà tôi biết đó, cái chữ Mù Lò là chữ âm thát. Âm thát là Mù Lò. Mà ở đây là ách tha, nó chết rồi chứ. Học cả đời sẽ biết hết được thế. Anh đã phụ tế. Atta-bhūta.
Âm thá thì đúng hơn, âm thá thì đúng hơn. Chứ áp thá nó nghĩa là một nửa, áp thá mà tôi biết á, nó có nghĩa là một nửa. Còn cái âm thá nó mới là mù, âm thá mới là mù, áp thá là một nửa thôi. Mà ở đây cái chữ này nó có nghĩa là ô nhiễm, cái chữ áp thá này nó có nghĩa là ô nhiễm, chữ này nó nghĩa là ô nhiễm, chữ này nó có nghĩa là ô nhiễm, chữ này nó bị vấy bẩn, ô nhiễm hay là vấy bẩn, ô nhiễm hay là vấy bẩn, nhớ nha. Ô nhiễm hay là vấy bẩn, ô nhiễm là vấy bẩn, nhớ nha. Cái này thì rất là dễ lộn, thưa quý vị, rất là dễ lộn. Rồi, ô nhiễm hay là vấy bẩn, là dơ đó, mình hiểu là dơ đó. Dơ, dơ phải là mù mà là dơ. Mắt á là dơ bẩn, là dơ bẩn. Thì tôi nhắc lại, bản thân 18 giới không có lỗi, không có gì dơ. Vấn đề là phàm phu đã dùng chúng để sống phiền não. Ở đây nhằm vào ý này, ở đây nhằm vào ý này, nhớ nha, nó nhằm vào ý này. Cũng giống như là mình thấy trong cái ngăn kéo của con mình mà có bộ bài vậy đó, mình nói nè, cái này là tán gia bại sản ngang con, cờ bạc là bát thần bằng ngang con. Thì thật ra cái bản thân cái bộ bài á, nó không có giết ai chết hết trơn á. Nhưng mà vấn đề là người ta đã dùng nó ra sao mà để mà người ta bán vợ nợ con dắt nhau ra gầm cầu mà ở. Thì cái đó là cái chuyện của con người. Chứ còn thật ra thì cái bản thân cái bộ bài nó không có tội lỗi gì hết. Hoặc là ông bố vô trong phòng của đứa con mà dưới 18 tuổi mà gặp bia rượu thuốc lá trong đó thì ông bố nó trà chết nha. Cái này là tiêu nha. Thật ra đó, nếu mình đừng có đụng tới thì nó đâu có giết ai đâu. Nhưng mà ông bố nói như vậy là bởi vì ông bố nói trước, ông bố nhắm vô cái chuyện là mấy cái này mà bị sử dụng á thì không được. Nhớ nha, tụi trẻ bị thành niên mà như vậy là không được. Ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng 18 giới đó, ở đây ngài dạy rằng mắt nè, rồi cảnh sắc nè, rồi nhãn thức nè. Ba cái này nó cộng lại thành ra là nhãn xúc, mà cái ba cái này nó là bất tịnh, nó là bị vấy bẩn. Nhưng mà tại sao vậy? Là bởi vì phàm phu đã dùng ba cái này nè, đã dùng cái ba cái này cộng lại thành xúc. Phàm phu đã từ cái xúc này mà nảy ra cái thọ không hợp lý, mà từ cái thọ không hợp lý nó mới dẫn đến cái ái. Thế nào là thọ không hợp lý? Tức là lẽ ra đó là cái đó nó không đáng để cho mình nổi tâm sân, thọ ưu. Lẽ ra cái cảnh đó nó không có đáng để mình khởi tâm tham, thọ hỷ, thọ xả. Mà đằng này á, là mình nhìn sao á, để cho bực mình. Mình nhìn nó làm sao á, cộng với cái tập khí sanh tử của mình á, mình nhìn nó làm sao á, mà để mình lại thích thú, đam mê, rồi từ cái ghét mình có những hành động bậy bạ, rồi từ cái thích mình cũng hành động bậy bạ, đại khái như vậy. Thì cho nên ở đây ngài dạy rằng là xúc, sáu xúc đó là dơ bẩn, là bởi vì nó là cái gốc, nó là cái nguồn cho mọi tội lỗi, làm ơn nhớ những cái đó. Chứ còn là ở phạm vu thôi, chứ còn ở thánh thì không có, nhớ nha. Có một bài kinh khác ngài dạy thế này: thu thúc lục căn không có nghĩa là tự chọc mù đôi mắt. Thu thúc lục căn không có nghĩa là tự mình làm điếc, làm rồi thu thúc tỷ căn không có nghĩa là tự mình làm mất cái khứu giác. Không phải. Mà thu thúc ở đây có nghĩa là vị đó khi mà sáu thần không để cho phiền não nó khởi lên, chỉ còn bản thân cái con mắt nó không có tội,
bản thân cái cảnh sắc nó không có tội, bản thân cái lỗ tai nó không có tội, và cái âm thanh tiếng động nó không có tội. Mà vấn đề là mình đã nghe và đã nhìn bằng cái tâm trạng nào, đã nghe đã nhìn bằng cái nền tảng tâm lý nào, cái cách đối phó ứng xử của xử lý của mình ra làm sao. Nhớ cái đó mới quan trọng, nhớ cái đó. Thì từ cái chỗ này ngài nói rằng là từ cái chỗ mà không khéo tu tập đó, nên có thích có ghét, mà từ có thích với ghét mới đi đến cái chấp. Đây là ta, đây là của ta, à, đây là ta, đây là của ta. Mày còn cái bây giờ đó là khi mình thấy mấy cái này nó là dơ là bẩn thì mình mới nhàm chán, là do cái nhàm chán đó, thì cái nhàm chán mới dẫn đến ly tham, mà từ ly tham mới đi dẫn đến cái giải thoát. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nhớ trong buổi giảng hôm thứ tư tuần rồi tôi có nói cái chỗ này, là mình muốn lìa bỏ cái gì chỉ đầu tiên là mình đã thấy nản, thấy chán là trước cái đã, từ ở trong từ sống tâm lý là mình đã nản nó trước cái đã. Rồi bắt đầu nó mới rạn vỡ từ từ cái mối quan hệ đó, rồi nó từ từ nó mới xúc ra được. Nhớ đi, tức là trước khi ly dị mình phải có ly thanh trước, nhớ cái đó, trước khi ly dị phải có ly thanh, tức là phải có cái nhàm chán trước, rồi nó mới có cái từ ly thanh, nó mới dẫn đến giải thoát. Là chỗ đó đó, mà nói đi nói lại phân tích là mình nói rằng khi nào mà sống bằng phiền não thì sáu căn sáu cảm sáu thức nó mới có lỗi. Nhưng mà làm ơn nhớ cái chuyện này quan trọng nè, cái chuyện này phải ghi thôi, cái này phải ghi. Nói tu là giải quyết sáu xúc cũng đúng, là giải quyết sáu căn cũng đúng, là giải quyết sáu cảnh cũng đúng, là giải quyết sáu thọ cũng đúng, mà sáu tưởng cũng đúng. Biết có hiểu không ta? Đây là cách nói, tức là toàn bộ cuộc tu của mình á, toàn bộ cuộc tu của mình á, mà mình nói rằng á là tôi tu để giải quyết sáu tưởng cũng đúng. Sáu tưởng là gì? Tức là lẽ ra âm thanh nó chỉ là âm thanh, tiếng động nó chỉ là tiếng động thôi, nhưng mà mình bèn mình dùng cái tưởng để mình, đây là tiếng hát của cô A, của cậu B, đây là cải lương, đây là tân nhạc, đây là cái là quan họ Bắc Ninh, đây là máy nhì máy đẩy của miền Trung, đây là cải lương của miền Nam. Ở trong cái cải lương nó có giọng nào mình thích, giọng nào chua, giọng nào khét mình ghét. Ở trong cái giọng hát miền Trung, cái ca nhạc âm nhạc của miền Trung đó, cái giọng nào mình thích, giọng nào mình ghét mình biết. Thì như vậy mình đã đi quá xa thì đó được gọi là sáu tưởng, nhớ nha. Rồi mình nghe mùi cũng vậy, có người họ nghe cái mùi khói, mùi cỏ cháy họ khó chịu lắm, khói có đâu ai thích. Nhưng mà có tôi là người đang nói chuyện đây, thì tôi lại nghe cái mùi khói bếp, mà tôi giấc chiều mà tôi đi đâu đó mà tôi nghe cái mùi cỏ cháy tôi thương lắm. Bởi vì tôi xuất thân là người dân miền Tây, mà lớn lên thì ở miền Đông, tôi có một kỷ niệm sâu đậm về cái về những cánh đồng buổi chiều á. Rồi miền Đông á, có những người Bắc di cư họ đem cái con sáo diều vào cái khu mà Bùi Chu Phước Tân á, chắc chiều chiều mấy ông người Bắc cũng thả sáo diều. Rồi ở đó có những cái chuồng bò trên con đường đất đỏ, rồi có mùi khê khay khai nồng nồng của phân bò đó, rồi cái mùi cỏ cháy. Nhà quê miền Tây thì có cái mùi rơm với cải, thì những cái mùi đó đó, thay vì người ta nghe, người ta biết ở nghe mùi biết là mình nhiều lắm, mình biết ở đây là khói là được rồi, biết ở đây là khói. Còn anh em mình suy diễn ra là đây là mùi khói bếp, đây là mùi rơm, đây là mùi cỏ khô. Rồi cái mình nhắc đến mùi rơm, nhớ tới lục tỉnh miền Tây, từ Bình Chánh cho tới mũi Cà Mau Năm Căn, cạnh đền.
Ung Minh Thượng, Ung Minh Hạ, rồi tới quả miền miền Đông là bắt đầu mình nhớ là từ Ngã Ba Vũng Tàu mình lên tới Ngã Ba Dầu Giây, Long Khánh. Chứ rồi mình nhớ rồi cái đoạn đó đúng rồi đó, buổi chiều đó vậy vậy mà đi quá xa và quá xa, mà trong rừng có người về vừa nghe nó khói, còn nhắc tới cái khói lâm chiều nữa đã quá, nó quá đã nhớ nha, tức là vừa nghe nhắc tới là bắt đầu nó lòi ra, đã nó lòi ra. Cho nên mình tu là mình giải quyết cái đề sáu tưởng cũng được, mà mình tu mình giải quyết đề sáu tư cũng được. Sáu tư là gì? Có nghĩa là khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó nghe, chỉ biết là thấy nghe ngửi nếm đụng, chứ không có cái đầu tư, không có cái chetana trong đó, tức là không có hướng vọng dục ái sắc ái vô sắc ái trong đó, đó thì đã được gọi là giải quyết sáu tư. Còn giải quyết sáu xúc là sao? Mình tò mò cũng tu, bữa nào mình hứng ngấn mà tôi không biết nữa, tôi nghe ông sư giảng vậy mà tu chỉ giải quyết sáu xúc thôi, cái đó không có sai. Là sao? Xúc có nghĩa là cái sự hợp mặt của sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Vậy mình tu tu cái gì? Đây tôi nói cho các vị nghe, ngày xưa chưa phải là Phật tử, rồi buổi chiều là bắt đầu là tụ năm tụ ba đàn đúm ở ngoài trà đình tủ quán, rồi quán cà phê quán bar, rồi chỗ bàn bi da, rồi bắt đầu ăn nhậu, rồi bạn bè tay năm tay ba. Thì mình khi mình có mặt ở những chỗ đó đó là mình bắt con mắt của mình đó, nó phải làm việc, bắt cái lỗ tai mình nó phải làm việc, mà làm việc với cái những cái cảnh này cảnh này cảnh này cảnh này cảnh này. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình không có lui tới những cái chỗ đó nữa, mình không để cho sáu căn của mình nó biết sáu cái cảnh đó nữa, mình tìm cho nó một cái không gian khác để cho sáu căn sáu cảnh nó ít làm việc hơn. Mà nếu mà nó có phải làm việc ấy thì mắt nó chỉ nhìn thấy khói nhang, thấy lá rụng lên sân chùa, nó thấy tăng ni hành giả đi đứng nhẹ nhàng, rồi ở chỗ đó lỗ tai của mình nó không nghe cái tiếng thị phi nữa, nó không nghe tiếng chửi tiếng cười đùa của nam nữ nữa, mà nó chỉ còn nghe cái tiếng tụng kinh, cái tiếng lá rụng trên sân. Ở đó mình chỉ nghe cái mùi khói nhang chứ không nghe mùi thức ăn buổi chiều, vân vân và vân vân. Các vị nghe kịp không? Đó thì như vậy tu sáu xúc là tu sao? Có nghĩa là mình không đứa, mình không có đưa cái sáu căn của mình nó phải va chạm cảnh mà trời ơi đất hỡi, đó gọi là tu sáu xúc. Chứ cái nghĩa là mình gọi là tu sáu thọ là tu là làm sao, tức là ngày xưa đó phải có cái đó đó tôi mới chịu ăn, là phải ăn cái đó, mùi nước hoa là phải mùi nước hoa vậy đó tôi mới chịu, giường mà tôi nằm đó là phải giường như vậy đó tôi mới chịu, chén đũa muỗng nĩa tôi xài là phải như vậy đó tôi mới chịu, nhưng tôi mới vui. Có nghĩa là cái niềm vui của tôi ngày xưa đó là nó phải dựa vào những cái điều kiện rất là thế tục, như hôm nay thì không. Hôm nay tôi không có chạy theo, tôi nuông chiều cái cảm thọ, cái này làm cho tôi dễ chịu, cái này làm cho tôi khó chịu không. Mà hôm nay tùy duyên quá độ, có nghĩa là cái gì tôi cũng có thể vui được hết. Ngày xưa mà người ta đứng chống nạnh mà người ta chửi vô mặt tôi kiểu đó là tôi khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ thì không, chỉ nó bình thường. Mà ngày xưa mà người ta có ôm chầm nó tôi, người ta quỳ xuống chân tôi chắc tôi vui lắm. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ mình làm chủ được cảm thọ của mình rồi. Như vậy thì mình tu ở đây, mình làm việc với sáu thọ cũng không sai, mà mình làm việc với sáu tưởng cũng không sai, mình làm việc với sáu xúc cũng không sai. Các vị nghe kịp chưa? Ok, bữa nay là các vị, bữa nay là coi như bữa nay tôi đãi các vị là bảy món á, là sáu căn mà bảy món, nhớ nha, xào nấu chiên kho. Có nghĩa là học tới rồi, bữa nay đó là mình học về cái bài học chương chương tất cả, tức là sáu 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 sáu, học về mấy con số sáu đó. Bây giờ tới kinh là kinh thích hợp, à, cái kinh thích hợp rồi, cái này mới là đặc biệt nè. Tới bài kinh gọi là bài kinh thích hợp xá rất bác, có nghĩa là appropriate, appropriate, thích hợp nghĩa là sao? This is the most Kata at the hapu to samukha.
Tôi xin thưa với quý vị một cái chuyện nho nhỏ, cái đuôi gà cao đây nè. Đó là liễu trì bốc cháy mù lòa tất cả. Ở trong bản Pali đó thì không phải là kinh Thích Hợp nha, mà là kinh nó thêm cái chữ là Samukkhata, là nhổ lên. Samukkhata là nhổ lên, nhổ lên, nhổ lên, nhổ lên. Sắp tác Manita đây nó có nghĩa là thế thường, thông tục. Chữ này đó, bởi vì chữ Manita đó nó có nghĩa là cái sự là tưởng là, xem là, nghĩ là, đó là cảm nhận, là cảm thức. Mà cái chữ sắp bá ở đây nó có nghĩa là, nó không nghĩa là tất cả, mà nó có nghĩa là thế thường, đó là thông tục. Cái suy nghĩ của Đức Thế Tôn lúc mà mới thành Phật á, tại sao mà Ngài không muốn thuyết pháp, là bởi vì Ngài nghĩ rằng đó là cái đạo của ta đó phải khó khăn lắm mới đắc kiến được, nó khó thấy, nó vi tế, mà ta giảng thì ai mà hiểu được đây, bởi vì pháp của ta là đi ngược dòng đời, nó đi ngược dòng đời, nhớ không? Mà ở trong chú giải đây mới giải thích thế này, cái Sappamanyuta là thế thường, đây là cái cách nghĩ mà biết ai mà đi bỏ cái chữ ra giùm tôi cầm biến, mà tôi đọc cái chữ Berlin nha, ai bên đó bỏ giùm cho tôi cái chữ gọi là tanh hạ, gọi là tanh hà mà nó đức thì mình như tà năng anh cha vì cần cho tôi viết luôn cho nó khỏe. Tanh hà mà nó đức thì mình như Manita nắng anut chào vi cảnh, có nghĩa là thuận theo cách nghĩ, thuận theo cách suy luận bằng ái mạng kiến. Đó là cái chỗ này mới quan trọng. Tâm hà mà nó đích thì mình như ta này anh đích cho gì cần, có nghĩa là cái ngày dạy rằng á, Đức Phật ngày dạy rằng hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một cái kiểu suy nghĩ mà nó đi ngược lại cái suy nghĩ của thế thường. Mà suy nghĩ của thế thường là sao ta? Suy nghĩ của thế thường tức nghĩa là suy nghĩ anh nói chứ gì cần là tùy theo, thuận theo. Suy nghĩ của thế thường là cái cách suy nghĩ mà bị cái sự tác động, bị cái sự chi phối, ảnh hưởng của tham ái, ngã mạn và tà kiến. Hôm nay mình không, mình học đạo thì mình mới có lẽ mình sẽ nhận ra một điều mà xưa giờ mình không biết được, là mình suy nghĩ cái gì cũng từ góc độ tôi là hết rồi. Để các vị nghe kịp không? Thí dụ như tại sao tôi thích cái đó? Tại vì cái đó nó đem lại cái quyền lợi, nó đem lại cái, nó có cái quyền lợi tôi, nó có gắn liền với cái đó nên tôi thích nó. Hoặc là nó giống với cái nào đó mà tôi từng thích trong quá khứ. Nhớ nha. Như vậy thì lúc nào cái thích của tôi lúc nào nó cũng phải liên hệ đến cái ái của tôi hết. Tôi nghĩ về cái gì tôi cũng nghĩ từ cái chuyện thương ghét, từ góc độ thương ghét của tôi, rồi cái ma nó là tôi là. Ma nó là thích hay là không thích. Còn cái ma ná là tôi hơn, tôi kém, tôi bằng, lúc nào tôi nghĩ về tôi. Còn cái kiến đây là gì? Là thường và đoạn. Một cái người chưa phải tu đầu quần thì họ suy nghĩ cái gì đi nữa thì rất có thể cái suy nghĩ nó phải y cứ trên cái thường kiến và cái đoạn kiến. Thường kiến là bởi tôi định nghĩa là tan nát rồi, bữa nay tôi không có nhắc lại nữa nha.
Thì bữa nay tôi chỉ nói sơ thường kiến hay là đoạn kiến đó, là cái chấp tôi hết, mà cái thường kiến là nó đi tìm một cái tôi thường thường hành vĩnh cửu. Còn cái đoạn kiến là nó cũng nghĩ đến cái tôi, nhưng mà cái tôi đó, đó khi mà tắt thở là nó sẽ mất sạch, nó không còn gì hết. Thì cả hai cái đó gom chung lại gọi là tà kiến. Thì cái suy nghĩ của thế thường là sao? Suy nghĩ của thế thường cũng có một cái tên gọi đồng nghĩa, đó là suy nghĩ của phàm phu. Thì phàm phu nghĩ cái gì đi nữa, suy tư, nhận thức cái gì đi nữa, đều dựa trên cái nền tảng của ba thứ này, phải ghi được. Phàm phu suy tư gì thì cũng dựa trên tha mái, ngã mạn và kiếp. Một người trong room này nè mà chưa từng học A Di Đà, chưa từng học giáo lý, có lẽ là nghe cái này hơi thấy ngần ngỡ. Tôi chỉ cho cái vị một cái ví dụ thôi. À, một cái anh đạo hồi mà ngoan đạo, anh nhìn cái thế giới này từ cái góc độ của kinh Koran. Tại sao tôi lựa đạo hồi? Tôi nói là bởi vì tôi muốn lựa một cái đầu mà cực đoan á, nó mới giống như cái đầu của phàm phu mình nha. Rồi cái anh cộng sản á, anh nghĩ cái gì đi nữa thì cũng phải là đem ra soi rọi với cái lăng kính mắt lê ghi vật biện chứng, nhớ nha. À, thì có thể là na nó là mình thấy là nhà thơ Đỗ Phủ đời Đường, mà ông nhìn một ngày mùa đông giá rét, ông mới nhìn thấy cái là một cái, ông nhìn thấy mấy người già rồi người nghèo mà chết đói nằm sát, nằm la liệt ngoài đường, mà bên trong dinh thự nó quan lại thì coi như là đụng thịt ê hề đàn ca hát sướng. Chợ mới buồn, thấy ông vừa buồn mới vừa giận mới làm cái bài thơ mà đại khái trong đó là trong cửa quan thì rượu ngon cả ao, mà thịt thì cả rừng, mà ngoài đường phố thì dân chúng là không có cái ăn cái mặc. Để ý bài thơ như như rồi cái bộ giáo dục của đảng ta lấy cái bài thơ ra, họ mới phân tích và nói thế này. Đó là cái bài thơ mà có nội dung là đấu tranh giai cấp. Tôi bị nghe có đành đoạn, có đành đoạn. Đó là cái sách học về văn học Trung Quốc của trong nước mình, bây giờ chắc đổi rồi. Nhưng mà không có cái gì mà nó buồn cười cho bằng là mình đưa cái chuyện mà cái ý niệm mà đấu tranh giai cấp của thời nay mình gắn lên một cái bài thơ của Đỗ Phủ ngày xưa. Đó, thì coi như ở đây tôi không muốn làm cái chuyện mà đi rao giảng chính trị ở đây. Tôi chỉ ví dụ cho bà con nghe là một anh Hồi giáo, một anh cộng sản mà anh có suy nghĩ cái gì đi nữa đó, thì anh cũng phải là trên cái nền tảng mà anh đã bị nhồi sọ. Thì mình phàm phu trong suốt cái dòng sanh tử luân hồi, mình thấy nghe ngửi nếm đụng cái gì đi nữa thì mình cũng đánh giá vấn đề dựa trên cái nền tảng của tha mái, ngã mạn và tà kiến. Mà cái việc mà đẹp nhất mà cần thiết nhất một hành giả tứ niệm xứ phải làm là gì? Đó là khi thấy chỉ biết là thấy mà thôi, không có suy diễn suy luận thêm. Khi nghe ngửi nếm đụng cũng vậy, cũng chỉ biết là đang nghe ngửi nếm đụng chứ không có suy diễn gì thêm. Nhờ vậy nó bớt khổ. Và hôm nay quý vị phải trả tôi 1.000 euro nữa để mà tôi nói cho các vị nghe câu này. Hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến nó. Không biết các vị có nghe câu này, các vị có hiểu câu này không ta? Alo. Hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi mà ta nghĩ đến nó. Nghĩ đến chút. Thí dụ như bây giờ tôi nói các vị rủ tôi, các vị nói trời bữa nay rủ tôi đi ra cái vườn hoa ngoài này nó đẹp lắm. Mà tôi là một hành giả, tôi là một hành giả thì tôi nể lòng tôi cũng đi. Nhưng mà tôi ra đó tôi niệm muốn chết thì tôi đi, tôi cũng biết chánh niệm là đang đi biết nha. Rồi cái là thấy nó vui, biết đang vui, biết là mình đang vui. Rồi thấy cái mấy bông đẹp quá, mình biết mình đang nhìn nha, mình đang nhìn. Rồi tâm tham, biết rõ tâm tham nha. Rồi cái chân đạp gai, rồi biết là đau, rồi biết là tâm sân nha. Đó.
thì cái lúc đó cái đẹp của vườn hoa nó không có tồn tại trong lòng tôi. Kể biết nghe kịp không? Đó. Rồi thì các vị chửi tôi một câu rất là nặng, nhưng mà tôi chỉ biết rằng các vị này đang giận, và tôi chỉ biết là tôi đang nghe. Tôi biết hôm nay tôi nói cái này các vị có thể không tin, nhưng mà đây là pháp môn tứ niệm xứ mà các vị phải có ngày thực hành cái đó. Nghe chỉ biết là nghe. Thí dụ mình đi ngoài đường mình nghe còi xe, mình biết là còi xe, mà mình hiểu thêm là còi xe là cái mà nó nhắc cho mình biết mình phải đi sát lề rồi, cái đó thôi. Chứ mình không có suy diễn thêm để mà bực mình. Tức là cái suy tư của vị hành giả chỉ vừa đủ ở mức cần và đủ thôi. Mọi suy tư của hành giả chỉ luôn ở mức cần và đủ, không nên dư hay thiếu. Mà nó khổ chứ chỗ tôi đánh chữ tôi không có bỏ dấu, cho nên cái chữ dư và cái chữ đủ đó các vị tự hiểu được không ta? Mọi chữ mọi chứ phải tệ thiếu chữ ô. Mọi suy tư của hành giả chỉ luôn ở mức cần và đủ, phải không nên dư hay thiếu. Có hiểu phải không? À là vậy đó. Có nghĩa là mình đi ra ngoài đường mình nghe tiếng còi xe nó bóp cái tin, thì mình không có nên đơn giản nghĩ rằng nghe à là xe nó cán cho mà chết, mà mình phải hiểu thêm à nó nhắc mình đó, nhắc mình phải đi sát vô đó, hình như là mình đang đi ở một cái chỗ không có được an toàn đó nha, là mình bèn dời gót ngọc quang lâm vô trong lề hơi sâu sâu một chút nha. Cái đó gọi là mức cần và đủ. À chứ còn ngoài ra đó là những cái chuyện mà cái vị khen tôi chê tôi, thật ra cái vị khen tôi mà nếu mà tôi nhớ để mà tôi về tôi khoái đó thì cái thời khen đó nó còn đó, mà nếu mà tôi về mà tôi quên mất nó đi thì cả hai chúng ta đều không ai nhớ hết, không ai thì cả hai chúng ta đều quên hết, người khen và người được khen. Rồi bây giờ quý vị chê tôi mạt sát tôi, nếu mà tôi về mà tôi không có nhớ tới thì cũng không còn nữa. Cho nên nhớ cái câu thần chú này, đó là hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng á, chúng chỉ tồn tại khi mà ta nghĩ đến chúng. Nhớ cái câu này quan trọng lắm, dù đó là cái email hay là cái cú phone mà làm phiền mình cứ nhớ câu đó. Nhớ ông sư mới nói câu này, ông nói hầu hết chuyện đời đó. Mà tại sao có chỉ hầu hết, là ngoại trừ những chuyện sau đây: bệnh hoạn, nợ nần, pháp luật, thù oán. Thì ngoại trừ ra những cái chuyện này, bệnh hoạn là sao? Tức là mình bị bệnh là mình phải đi chữa, chứ mình không thể nào mình ngồi mình niệm hoài nó hết bệnh nha. Mình có nghĩ tới nó hay không thì bệnh vẫn còn nằm đó. Rồi cái thứ hai là nợ nần, mình nợ người ta thì bắt buộc mình phải trả, chứ không phải mình mà mượn người ta xong rồi cái mình về cái mình quán chiếu ngủ quẩn dai không cái là mình quên trả, thì cái vụ này không được, nhớ nha. Rồi cái thứ ba là pháp luật, có nghĩa khi mình có vấn đề pháp luật thì mình phải lo mình giải quyết, chứ không thôi nó là nó còng đầu nó đút mình vô trong nhà đá là cũng chết, nhớ nha. Mình bị phạm luật là bắt buộc, mình có quên hay nhớ gì đi nữa thì người ta vẫn tới còng mình như thường. Rồi rồi cái thứ tư là thù oán, tức là khi mình lỡ làm ai mất lòng thì mình phải lập tức mình phải giải quyết, à phải vậy. Chứ còn mà mình làm người ta thù oán mà mình không hề biết, mình có lo mình niệm không đó là nó chém mình là coi như mình cũng chết quan lắm, nhớ nha. Cho nên tôi nói chỉ hầu hết là coi như 96%, chỉ trừ ra có mấy chuyện này thôi, tức là bệnh hoạn, nợ nần, pháp luật và thù oán. Mà các vị nghĩ trong đời của quý vị hiện giờ, những người đang nghe tôi giảng, quý vị tự nghĩ quý vị có đang bệnh nan y không? Tôi tin là không. Rồi nợ nần thì tôi thấy cậu tôi cũng mong là không, khả năng nó rất thấp. Pháp luật tôi nghĩ thì chắc nếu mà có thì chắc các vị cũng không có dính dáng pháp luật, chắc các vị không có vô đi ngồi nghe nổi đâu. Rồi bây giờ tới vấn đề thù oán thì tôi nghĩ cái người Phật tử học đạo chắc đâu có thù oán giang hồ ở bên ngoài, phải không? Rồi như vậy thì chỉ trừ ra có bốn cái này thôi, 100% chuyện đời đó nó chỉ trừ ra có bốn cái này thì 96% còn lại, 96% chuyện đời nó chỉ tồn tại khi mà ta nghĩ tới mà thôi. Nhớ nha quý vị, nhớ nha. Khi nào tôi sắp nói cái gì mà tôi đòi tiền đó, các bạn biết là cái này phải ghi xuống, phải ghi xuống. Bởi cái này là ngày xưa, nếu mà cách đây 2, cách đây 3, năm nay tôi 46 tuổi rồi, cách đây là coi như là 30 năm về trước, mà tôi được nghe cái câu này thì cuộc đời tôi nó sung sướng biết chừng nào. Mà rất tiếc tôi không được nghe câu này.
hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng, à, nó chỉ thật, chúng chỉ thật sự tội mà ta nhớ chúng. Rất là may mắn nếu mà quý vị nghe được câu này đỡ khổ lắm. Tức là bữa nay quý vị có giận ai, trưa nay có giận ai cái email, giận ai cú phone, thì cứ nhớ là lời của tôi, là những cái chuyện đó nó thật sự là nó còn hay mất là do mình nghĩ tới hay là quên nó đi. Nhớ cái này quan trọng lắm. Quý vị về nghĩ kỹ coi có phải tôi dụ quý vị tôi nói sai, nói xạo, nói dốc hay không. Nghĩ kỹ coi đúng không? Tức là tôi nói nặng quý vị dữ lắm, nhưng mà quý vị quên nó đi thì nó không có gì hết, không có gì hết. Tại quý vị nghĩ là nhịn là nhục, rồi nhẫn là nhục, thì tùm lum thì cái đó thôi. Nhưng mà đó là do quý vị nói đừng có giận nghe, tại vì mình không thông minh. Chứ hôm nay đã có người đem kinh Phật ra nhắc nghe mình nghe, mà mình ráng, mà mình lì lợm, mình ngoan cố, mình tiếp tục mình đi mình giận đó, thì cái đó đã một chuyện. Mà tôi nhắc lại những cái chuyện đó đó, nó chỉ tồn tại khi quý vị cố ý. Còn nhớ tôi nói mà thôi, nhớ nghe, ngàn đồng nghe, cái câu là đáng ngàn đồng. Ok, bây giờ hết giờ rồi, chỉ ôm lại cho bà con nhớ thôi. Có nghĩa là bản thân sáu căn không có tội, nó không có phải là dơ sạch gì hết, mà vấn đề là mình xài nó ra làm sao. Đấy, vậy là bữa nay là mình học kinh bốc cháy rồi. Trời khoan, cái kinh mà này, các kinh mà ngày Minh Châu dịch được, mà thôi theo tôi thì chỗ này tôi phải dịch là cái kinh gọi là kinh Lìa Ngộ Nhận. Kinh Lìa Ngộ Nhận, giảng xong bài này ngày nghỉ. Kinh Lìa Ngộ Nhận có nghĩa là này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi một cái con đường, một cái cách thức suy tư mà đã lìa bỏ cái cách nghĩ thế thường. Mà cách nghĩ thế thường là gì? Là cái cách nghĩ mà y cứ trên tham ái tà kiến và ngã mạn. Thì ngài dạy thế này: hãy thường xuyên quán tưởng, quán tưởng lý duyên khởi trên sáu căn sẽ giúp ta lìa bỏ được cách tư duy thế tục. Nhớ nha, rồi mở hoặc đơn dưới sự tác động của chi ta, ái mạng kiến. Rồi xong, bữa sau giảng thêm, ngày mai giảng tiếp. Bây giờ tôi phải ngừng ở đây rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui và nhớ nha, phải nhớ là cái bài và buổi giảng hôm nay là các vị về các vị coi lại mấy cái phần tích sát rất là quan trọng. Ok, ngày mai gặp lại, chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp. Xin cúng dường công đức trời đất sư cậu, mong sư hết bệnh. Và trong rừng ai có bệnh có nạn cũng mong các vị vui cái phước này rồi nên né được nhiêu né. Bhūtu sukhita huntu nyattayo idam me yatinam bhūtu sukhita huntu nyattayo idam me yatinam bhūtu sukhita huntu nyattayo idam me punyam asuva khaya vaham bhūtu idam me punyam nibbanassa pacchayo hotu mamam punyam padam sabba sattanam dhimma sam sam